Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 18. Tiêu Phàm cười, đám người kinh ngạc, đã sắp chết đến nơi, lúc này còn bật cười. Hô, khiến tất cả mọi người kinh hãi là thân ảnh Tiêu Phàm bỗng biến mất tại chỗ, khi thân ảnh hắn xuất hiện lần nữa, đầu Lâm Tiêu đã bay lên cao, thân thể hắn còn duy trì động tác vọt tới trước, khóe miệng còn lóe qua nụ cười đắc ý. Thời gian dường như đứng im tại thời khắc này, trong lòng đám người run rẩy kịch liệt. Một kiếm, vẻn vẹn một kiếm liền chém chết chiến vương đỉnh phong, Tiêu Phàm thực sự quá đáng sợ. Chỉ là hắn trước đó không phải bộ dáng nửa chết nửa sống sao? Tại sao có thể trong nháy mắt bộc phát ra khí thế đáng sợ như thế? Phốc, cột máu cao hơn một trượng bắn về lên không trung, giống như một dòng suối máu, thập phần tráng lệ. Mới vừa rồi mấy người còn châm chọc Tiêu Phàm hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, lúc con người Tiêu Phàm quét tới, mấy người kia không khỏi run rẩy. Tiêu Phàm hai tay dùng đồ lục đao chống đỡ thân thể, con người băng lãnh liếc nhìn bốn phía, dù là chiến hoàng cảnh cường giả cũng không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt. Ánh mắt kia quá là đáng sợ, băng lãnh, vô tình, giống như tử thần chi nhãn. Còn có ai? Âm thanh Tiêu Phàm có chút khàn khàn, nhưng khuôn mặt lại kiên nghị vô cùng. Các ngươi không phải muốn Tiêu Phàm ta chết sao? Ta cho các ngươi một cơ hội. Bên trong thân thể hắn, lực lượng bạch thạch điên cuồng tràn vào toàn thân kinh mạch, đồng thời, vô tận chiến quyết vận chuyển, bên trong áo bào có từng khỏa lục giai hồn tinh đang nhanh chóng được hấp thu luyện hóa. Vừa rồi thật vất vả khôi phục hồn lực, chém giết Lâm Tiêu cũng tiêu hao sạch sẽ toàn bộ. Ta không tin hắn còn có thể chịu đựng. Một thanh niên đế minh nhe răng trợn mắt, sau đó nhìn hai người bên cạnh nói, chúng ta trước ngăn chặn bọn hắn, các ngươi đi gọi người đế minh đến, tên này phải chết. Không cần đi kêu, ngươi xem bên kia, là người Vương Đạo Minh, cầm đầu là Vân Trước và Tần Phi, cũng hẳn là vì Tiêu Phàm mà đến. Hai người đột nhiên chỉ nơi xa nói. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế ngút trời nơi xa đập vào mặt, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy mấy chục hơn trăm người trùng trùng điệp điệp hướng đến nơi này. Bọn hắn ăn mặc thống nhất trang phục chiến vương học viện ngoại viện, trước ngực trái thêu một chữ kim sắc chiến, trước ngực phải thêu hai chữ vương đạo, vô cùng dễ thấy. Khí thế kia to lớn bàng bạc, đám người không tự giác nhường ra một con đường. Không hổ là người Vương Đạo Minh, thực sự là uy phong lẫm liệt, có một ngày ta cũng phải trở thành người Vương Đạo Minh. Vương Đạo Minh tính là gì? Tại chiến hồn học viện cũng chỉ là thế lực thứ ba, chỉ là nhân số nhiều nhất mà thôi, đâu là đối thủ của đế minh. Ai, đáng tiếc chúng ta không thể nào vào được, riêng điều kiện nhất định phải lĩnh ngộ tam trọng phong thế thì chúng ta không thể hy vọng xa vời rồi. Không ít người đều vì tham gia chiến hồn học viện khảo hạch mà đến, sớm đã biết các thế lực trong chiến hồn học viện. Chiến hồn học viện có vô số thế lực một ngày sinh ra, một ngày biến mất. Nhưng có ba thế lực lâu dài không suy. Đó chính là Vương Đạo Minh, Đế Minh cùng Phong Minh trong truyền thuyết. Sau một lát, suy nghĩ đám người liền bị khí thế Vương Đạo Minh kéo trở về, không ít người hung dữ tản ra khí thế đáng sợ hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Là đối thủ của Tiêu Phàm, đám người kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm đã cùng đồ mặt lộ, chỗ nào còn cần đến nhiều người như vậy xuất thủ. Vân Sư Huynh, chính là người này. Một tên thanh niên cụt tay thống khổ bưng lấy tay cụt, nhìn người thanh niên mặc áo hỏa vân bên cạnh nói. Thanh niên cụt tay này không phải ai khác, chính là Tần Phi. Thanh niên bên cạnh hắn tên là Vân Trước, chính là một trong người chủ sự chiến hồn học viện Huyền Cung Vương Đạo Minh. Nhìn thấy Tần Phi thụ thương lập tức vô cùng lo lắng đến Vân Lai khách sạn tìm Tiêu Phàm báo thù. Tiểu tử, là ngươi cắt tay Tần sư đệ. Vân Trước nhìn bốn phía. Nơi này rõ ràng đã trải qua một trận chiến đấu cường đại, cuối cùng con ngươi rơi trên người Tiêu Phàm. Đám người không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, Vân Trước không phải là bị xem như thương xử chứ ý nói bị lợi dụng. Ngươi chỉ là một chiến vương đỉnh phong cũng có thể là đối thủ Tiêu Phàm sao? Nhìn bộ dáng Vân Trước cao cao tại thượng, đám người chỉ có thể thay hắn cầu nguyện. Qua một lúc ngươi tuyệt đối đừng xuất thủ, bằng không, gặp chuyện không may có thể không phải là Tiêu Phàm. Mà chính là Vân Trước ngươi. Xem ra cắt hắn một tay đã là nhẹ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi, hiển nhiên là thụ thương quá nặng. Mẹ, tiểu tử ngươi đừng cuồng như thế. Chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, trong nháy mắt liền diệt ngươi.
Vân Trước nổi giận nói. Hắn dáng người khôi ngô, dung mạo hung ác, xem xét chính là một người tính tình nóng nảy. Trong nháy mắt diệt Tiêu Phàm, đám người lộ ra một chút khinh bỉ. Tiêu Phàm đến chiến hoàng cảnh trung kỳ đều có thể chém giết, chỉ bằng các ngươi chiến vương cảnh sơ kỳ trung kỳ có thể là đối thủ của hắn sao? Không đúng, nhị thúc bọn hắn tới tìm ngươi, bọn hắn đâu? Tần Phi nhìn bốn phía, lại không phát hiện thân ảnh đám người Tần Hạo. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Tần Phi, chân phải đạp một cái đầu đẫm máu chuẩn xác không sai rơi vào trong tay Tần Phi. Tần Phi ôm đầu trong tay, con người mãnh liệt run rẩy, toàn thân nổi da gà, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tần Phi, ngươi, nhìn thấy Tần Phi quỳ xuống, Vân Trước lập tức chuẩn bị nổi giận, chẳng qua là khi hắn thấy rõ đầu trong tay Tần Phi, lời nói vừa đến miệng đột nhiên nghẹn trở về. Cha Tần Phi ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, hai mắt đỏ bừng vô cùng, cả người muốn phát cuồng. Vân Trước kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, con người thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, trên mặt càng ngày càng khó coi, chẳng lẽ chàng diện này là Tiêu Phàm cùng Tần Đao chiến đấu tạo thành. Tần Đao là chiến hoàng trung kỳ, lại bị hắn cắt đầu. Khi thấy mặt đất có vô số cỗ thi thể, trong lòng Vân Trước đã kinh đào hải lãng. Thi thể Đường Nhiêu, Lâm Tiêu đều chết. Chẳng lẽ đều là bị người này giết? Ta phải giết ngươi, Tần Phi gào thét, cả người triệt để phát cuồng, hóa thành một vệt sáng phóng tới Tiêu Phàm. Tần gia có kết cục hôm nay đều chỉ bởi vì ngươi không coi ai ra gì. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thân hình lóe lên, đồ lục đao nhẹ nhàng vạch một cái, đầu Tần Phi cũng bay lên, thi thể không đầu cắm đổ vào mặt đất. Động tác này giống như nước chảy mây trôi, quá nhanh, giống như hắn giết không phải là người. Mà là cỏ rác. Khụ khụ, Tiêu Phàm lại ho ra mấy ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng hắn quả thực là dùng trường đao chống đỡ lấy. Nếu như lúc trước, đám người còn coi là Tiêu Phàm thực không được, nhưng hiện tại, ai cũng không dám cho rằng như vậy. Lâm Tiêu cho là như thế, chết, Tần Phi cho là như thế, cũng chết. Tiêu Phàm tuyệt đối là một cái hố, ai nhảy vào người đó phải chết. Sắc mặt Vân Trước co lại, trong lòng giận mắng không thôi. Tiểu tử này là quái vật gì đây, giết người như chặt gà, con mắt đều không nháy một cái. Chính yếu nhất là thực lực kia, thực quá là đáng sợ. Tần Phi không tính quá mạnh, nhưng cho dù là hắn cũng không thể một đao giết Tần Phi. Ngươi không phải nói, các ngươi nhiều người như vậy, trong nháy mắt diệt ta sao? Vậy còn chờ làm cái gì? Ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh quét về phía đám người Vân Trước. Hôm nay nếu như đã bắt đầu đại khai sát giới, dứt khoát liền giết đến cùng, cũng chỉ là dưới đao nhiều thêm mấy cái vong hồn mà thôi. Những người này nhìn không nổi, Tiêu Phàm sẽ không để ở trong lòng. Vũ nhục hắn, Tiêu Phàm cũng có thể cười một tiếng. Nhưng, hắn không cho phép ai cũng nghĩ mình là chúa tể sinh mệnh Tiêu Phàm, mệnh của hắn thì chỉ có hắn mới có thể quyết định. Nếu các ngươi tự cho là đúng, cao cao tại thượng. Vậy hôm nay Tiêu Phàm ta liền giết hết các ngươi. Nếu như không địch lại, nhiều nhất 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Ta, sắc mặt Vân Trước cứng đờ không biết nói cái gì, chàng diện lập tức lâm vào giằng co. Ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm bị thương nặng lại còn dám hò hét chiến hồn học viện Vương Đạo Minh. Nhưng trừ Vương Đạo Minh, ở đây không có một ai dám khinh thường Tiêu Phàm, bởi vì bọn hắn là tận mắt nhìn Tiêu Phàm giết Tần Đao. Vân Sư Huynh. Sợ cái gì, hắn chỉ là một chiến vương cảnh trung kỳ chẳng lẽ còn có thể đối phó nhiều người chúng ta như vậy? Đúng vậy, Vương Đạo Minh chúng ta còn không có sợ qua ai, không thể bị một chiến vương cảnh trung kỳ thụ thương chấn nhiếp, trước diệt hắn rồi nói. Nhìn bộ dáng hắn như này khẳng định không có sức phản kháng, chỗ nào còn có thể giết chúng ta? Người Vương Đạo Minh rốt cục nhịn không được, bắt đầu la ầm lên, ngươi một lời ta một câu. Bọn hắn không tin Tiêu Phàm có thể giết chiến hoàng cảnh. Cho dù có như thế, bản thân hắn đã bị trọng thương cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn hắn. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Vân Trước hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Tiểu tử này dám lừa gạt hắn, thiếu chút nữa thì tin hắn rồi. Đế Minh mấy người kia đương nhiên sẽ không nhắc nhở, bọn hắn ước gì người Vương Đạo Minh đi hỗ trợ giết Tiêu Phàm. Tu sĩ bốn phía cũng sẽ không nhắc nhở, bởi vì con ngươi Tiêu Phàm băng lãnh liếc nhìn bọn hắn, lộ ra một loại băng lãnh thấu xương.
bọn hắn không biết Tiêu Phàm đến cùng còn có lực lượng gì để ứng phó với người Vương Đạo Minh. Đại Yến, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói Tần Phi không nói cho ngươi sao. Cái gì Đại Yến, chưa nghe nói qua. Vân Trước cười khinh bỉ nói. Vân Sư Huynh, phía dưới Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có một Đại Yến Vương Triều, đoán chừng là Đại Yến đó. Có người kịp thời nhắc nhở Vân Trước nói. À, nguyên lai chỉ là một cái Vương Triều. Vân Trước nghe vậy, rốt cục cười lên, cười thập phần vui vẻ. Hắn thấy Vương Triều của tiểu tử có mạnh hơn cũng không mạnh hơn nơi đây được, cho dù thiên phú lợi hại hơn nữa cũng không đủ tài nguyên để tu luyện, cũng không thể đạt tới cấp độ này. Hơn nữa, thực lực và thân phận của bọn hắn, từng người cũng không thua một Vương Triều chi chủ, nào sẽ đem một cái Vương Triều để ở trong mắt. Nếu là dạng này, tự nhiên cũng không có gì phải sợ. Vân Trước nhe răng, trong lòng nghĩ thầm, vừa mới kém chút bị tên tiểu Vương Triều này lừa gạt, trong chớp nhoáng khiến hắn bùng lên lửa giận. Các huynh đệ làm thịt hắn, báo thù cho Tần Phi. Làm dạng danh Vương Đạo Minh, Vân Trước cười lạnh giang tay ra, một chuôi đại đao đột ngột xuất hiện. Vung cánh tay lên một cái, mấy chục hơn trăm người toàn bộ hướng về phía Tiêu Phàm phóng đi, thanh thế cuồn cuộn, khí thế khiếp người. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, hắn chậm rãi lấy ra một mảnh tử đan tham ngậm trong miệng, lại lấy ra hai cây long văn kim châm, một cái đánh vào bên trong hồn hải, một cái chui vào đỉnh đầu hắn. Đám người cổ quái nhìn Tiêu Phàm, không biết hắn đây là có ý gì, nhất là nhìn thấy một cái kim châm biến mất ở trong đầu, rất nhiều người còn coi là mình đang nằm mơ. Hô, thời khắc mọi người nghi hoặc, quanh thân Tiêu Phàm đột nhiên nổi lên từng đợt cuồng phong, thiên địa linh khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, tất cả đều chút vào bên trong Tiêu Phàm. Vẻn vẹn một hai cái hô hấp, hồn lực bên trong thân thể Tiêu Phàm liền bổ sung hoàn toàn, cả người tản ra khí thế ngút trời. Đây là thủ đoạn gì? Đám người con ngươi co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Phương pháp bổ sung hồn lực này cũng quá nhanh đi. Loại thủ đoạn này nhất định là có di chứng về sau, bất quá, Vương Đạo Minh những người này coi như thảm rồi. Không biết Tiêu Phàm có thể thực sự giết bọn hắn hay không? Lại có người mở miệng. Phốc, sự thật chứng minh lo lắng bọn hắn là dư thừa. Trong hư không đã bay lên mấy cái đầu, cột máu vẩy ra cao mấy trượng. Người Vương Đạo Minh bị dọa đến lạnh cả người, trong nháy mắt ngừng bước chân. Nhanh, quá nhanh, hơn nữa tốc độ nhanh không ngừng, thực lực cũng rất mạnh, bọn hắn căn bản không thấy rõ ràng Tiêu Phàm xuất thủ như thế nào. Sắc mặt Vân Trước tái nhợt, tựa như khó chịu khi ăn phải chuột đồng chết. Mới vừa rồi là tên khốn kiếp nào nói hắn không có sức lực phản kháng, cái này đâu là phản kháng, căn bản chính là đồ sát mà. Huynh đệ, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Chúng ta là người chiến hồn học viện, người không thể giết chúng ta. Vân Trước vội vàng xin khoan dung nói, trong giọng nói còn mang theo một tia uy hiếp. Huynh đệ, đừng làm bẩn hai chữ, huynh đệ, chỉ có chiến hồn học viện các ngươi có thể giết người, người khác không thể giết người chiến hồn học viện các ngươi ư. Trên đời này chỗ nào việc tốt như vậy? Tiêu Phàm cười lạnh, chậm rãi bước lên, mỗi một bước ra một kiếm, mỗi một kiếm tất có một người chết. Bọn hắn là tu sĩ chiến vương cảnh, trong tay Tiêu Phàm tựa như giấy, căn bản chịu không được sự tàn phá. Hỗn trướng, ngươi còn không ngừng tay. Vân Trước gầm thét lên, hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm thực có can đảm giết bọn hắn. Phốc, phốc, nghênh đón hắn lại là hai cái đầu lâu, dưới kiếm lại nhiều thêm hai cái vong hồn, những người khác cũng hoàn toàn bị thủ đoạn Tiêu Phàm hạ phá lá gan. Thiếu niên này quá đáng sợ, nhất định chính là một tên sát thần. Danh con, người động thủ lần nữa, ta liền giết huynh đệ ngươi và con tiểu súc sinh kia. Vân Trước uy hiếp Tiêu Phàm không được, đành phải đem lực chú ý chuyển hướng Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang. Phốc, vừa dứt lời, Vân Trước cảm giác ngực đột nhiên truyền đến một trận đau thấu tim, trong miệng máu tươi dâng trào, trên mặt đều là vẻ khó tin. Trước người hắn là một đạo bóng người máu me đầm đìa, một tay nắm cổ của hắn, một tay khác cầm một chuôi tự kiếm phi kiếm. Đao phi đao lãnh hung hăng cắm ở bộ ngực hắn. Tê đám người hít vào ngụm khí lạnh, tất cả mọi người cảm giác toàn thân run lên. Tiêu Phàm này quá đáng sợ, vừa mới cách Vân Trước còn mười mấy mét, liền một cái trong nháy mắt giết Vân Trước. Đúng thật sự theo câu Vân Trước vừa mới nói kia, trong nháy mắt liền diệt ngươi. Đáng tiếc người hiện tại chết là hắn, người xuất thủ lại là Tiêu Phàm.
Ta ghét nhất bị uy hiếp, người đã thành công chọc giận ta. Tiêu Phàm lần nữa dùng sức đâm một cái. Đồ lục đao tỏa ra vô số đao khí, đem lục phủ ngũ tạng Vân Trước xé nát. Vân Trước trong miệng máu tươi cuồng phun, căn bản chịu không được sức tàn phá, không đến một cái hô hấp liền tắt thở. Tiêu Phàm dùng sức nhấc đồ lục đao, thân thể Vân Trước đột nhiên hóa thành mưa máu. Từ đầu đến cuối Vân Trước không thể nói câu nào. Một màn này khiến mọi người kinh hồn táng đảm. Ma quỷ, Tiêu Phàm tuyệt đối là ma quỷ. Cho dù là Y Vân cũng cảm giác lần đầu mới thấy Tiêu Phàm như thế này. Thủ đoạn quá huyết tinh, quá bạo lực, cùng tính cách bình thường ôn tồn lễ độ hoàn toàn không giống nhau. Tiêu Phàm không nói, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn đám người Vương Đạo Minh còn lại, ta ở nơi này, các ngươi không phải nói muốn giết ta à, còn không mau xuất thủ. Qua một lúc các ngươi sẽ không có cơ hội, đám người Vương Đạo Minh nào còn dám xuất thủ, bọn hắn bị dọa đến lùi lại không ngừng. Mấy người càng bị dọa đến té cứt té đái, từng đám mùi khai nước tiểu sen lẫn mùi huyết tinh chi khí, khiến cho người ta buồn nôn. Nếu các ngươi không động thủ, vậy liền đến lượt ta. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn không có dự định buông tha người muốn giết chính mình. Để bọn hắn rời đi, đến thời điểm trở về tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm xưa nay sẽ không lặp lại sự tình, có thể duy nhất một lần giải quyết, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian lần hai. Chạy mau, nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Phàm dữ tợn, Vương Đạo Minh có người phản ứng tới, nhao nhao hướng bốn phía chạy trốn. Đao cương kiếm khí lấp lóe, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nơi đây sớm đã máu chảy thành sông, vô số thi thể đang nằm giống như một mảnh tu la. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến. Một cỗ khí thế ngút trời khiến ngũ tạng lục phủ người ta sôi trào không thôi. Gạch nối gạch nối. Dừng tay, Tiêu Phàm không có dự định dừng tay, nếu như đã giơ đao ra trận, giết một tên là giết, giết hai tên cũng là giết, thẳng đến giết sạch những người này mới thôi. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Một đạo kình phong lóe qua, ngay sau đó kiếm khí màu trắng đen giao nhau chiếu nghiêng xuống, xông thẳng đến người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm phản ứng cũng cực nhanh, tu la kiếm trở tay một chiêu, huyết la đao pháp nghênh đón. Đao kiếm chạm vào nhau, hư không tản ra một cỗ năng lượng đáng sợ. Tiêu Phàm cảm giác cánh tay một trận tê dại, lách mình thối lui đến bên người Phong Lang, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất. Ba người này đang chữa thương, Trần Phong thủ hộ bên người, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về phía Trần Phong có một tia cảm kích. Bất quá, vẻn vẹn trong nháy mắt. Con người hắn liền bị thân ảnh nơi xa hấp dẫn. Lúc bụi bặm tán đi, ở phía xa phong bạo lộ ra một đạo thân ảnh. Đó là một thanh niên hơn 20 tuổi, trong tay nắm một chuôi trường kiếm trắng đen xen kẽ, cực kỳ quái dị. Nhưng khí thế trên người hắn lại cực kỳ bất phàm, thậm chí so với Đường Nghiêu còn mạnh hơn. Là Hắc Bạch Kiếm Vương Ninh Chiết, hắn vậy mà cũng đến. Hắn có thể không tới sao, còn chưa tới, người Vương Đạo Minh sẽ bị giết sạch. Cũng đúng, hắn là phó minh chủ Vương Đạo Minh, quản lý tất cả sự việc của Vương Đạo Minh tại ngoại thành. Nếu như người Đạo Minh bị Tiêu Phàm giết sạch, trách nhiệm của hắn coi như lớn nhất. Nghe nói Ninh Chiết đã lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế, tùy thời đều có thể đột phá chiến hoàng cảnh, nếu như không phải vì sự tình Vương Đạo Minh thì nội viện khảo hạch năm ngoái, hắn đã tiến vào nội viện. Đám người nhận ra người kia, thanh niên tên là Ninh Chiết, chính là đệ tử Ninh gia một trong tam đại gia tộc. Thiên phú siêu quần, tuổi gần 20 mấy, đã nửa bước chiến hoàng. Giết người Vương Đạo Minh, người ăn tim gấu gan báo sao? Ninh Chiết lên tiếng, ngữ khí âm trầm bá đạo, từng bước một hướng Tiêu Phàm đi đến. Hôm nay, Vương Đạo Minh chết 30, 40 người ở chỗ này, hắn là phó minh chủ không thể trốn tránh trách nhiệm. Việc duy nhất bây giờ có thể làm chính là thay người chết báo thù. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải chết. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không có mảy may e ngại. Hừ, Ninh Chiết hừ lạnh một tiếng, tóc dài bay lên, hai tay chấn động, đen bạch kiếm lăng không vạch một cái, từng mảnh kiếm khí trắng đen tại hư không bắn ra. Những kiếm khí này cũng không phải là kiếm khí đơn giản. Cẩn thận quan sát có thể thấy được bên trong kiếm khí có từng đạo kiếm khí màu trắng đen lưu chuyển. Nói cách khác, những kiếm khí màu trắng đen này có vô số hình dạng xoắn ốc cùng hắc bạch kiếm tổ hợp mà thành, lộ ra một cỗ khí tức sắc bén.
Hồn lực thật là khủng khiếp, người này đoán chừng đã chạm đến một loại kiếm ý. Tiêu Phàm không dám khinh thường, hắn hiện tại thân thể trọng thương, dựa vào kích phát tiềm lực kinh mạch, trong thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái hiện tại. Nhưng loại trạng thái này cũng không duy trì được lâu, Tiêu Phàm có đầy đủ tự tin ứng phó Ninh Chiết, nhưng sau đó thì sao? Nếu như những người khác lại đến, hắn làm thế nào để địch lại? Phong Lang, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất bây giờ còn đang chữa thương, trong thời gian ngắn khẳng định không khôi phục được. Chủ yếu nhất là, hắn cảm nhận được mấy cỗ hồn lực đang nhìn trộm hắn, nếu như không phải hắn nhạy cảm cực kỳ cường đại, căn bản phát hiện không được. Tiêu Phàm sơ bộ phán đoán, chủ nhân mấy cỗ hồn lực tu vi ít nhất là chiến hoàng hậu kỳ trở lên, thậm chí có thể là chiến đế. Hắn không biết mục tiêu những người kia thăm dò là cái gì, nhưng hắn vừa mới giết nhiều người chiến hồn học viện như vậy, cũng không có người xuất thủ. Điều này cũng thuyết minh một chút, mấy người kia cũng không phản đối giết chóc, hoặc có lẽ là, cũng không có dự định xuất thủ đối với hắn. Chỉ cần giải quyết Ninh Chiết bọn hắn, cho ta đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, hẳn là có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, con người cũng càng ngày càng sắc bén. Sau đó con ngươi liếc nhìn lấy máu tươi mặt đất, nhếch miệng lên. Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay, chậm rãi giơ lên, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, quét lên từng đợt gió lốc ngập trời, sau lưng Tiêu Phàm càng xuất hiện một đạo huyết sắc kiếm cương to lớn. Hô hô hô, cuồng phong thổi loạn, huyết dịch trên mặt đất đột nhiên quỷ dị hướng về phía sau Tiêu Phàm, huyết sắc kiếm cương tụ tập, càng ngày càng lăng lệ. Kiếm khí màu đen mạnh mẽ bị khí lãng huyết sắc kiếm cương ngăn cản ở ngoài, không ngừng nổ tung. Nhưng mà, hắc bạch kiếm khí cũng không biến mất, nổ tung theo càng ngày càng nhiều, công kích cũng càng ngày càng kinh khủng, huyết sắc kiếm cương rung động một cái. Đây là chiến kỹ gì, có thể hấp thu máu tươi chiến đấu? Đám người lộ ra vẻ kinh hãi. Ninh Chiết cũng nhíu mày, hắc bạch kiếm khí cho tới bây giờ đều là mọi việc thuận lợi, nhưng mà hôm nay lại bị kiếm thế đối phương ngăn trở. Hắc bạch quỷ sát, thần sắc Ninh Chiết cứng lại, hít sâu khẩu khí, hồn lực cuồn cuộn tỏa ra, tại đỉnh đầu hắn lơ lửng một thân ảnh dài 10 mét. Đó là một đầu báo trắng đen xen kẽ rất lớn, toàn thân giống như là dùng lưu vân ngưng tụ mà thành, lộ ra một cỗ nhu hòa chi lực. Tại bên trong chỗ nhu hòa chi lực còn kèm theo một tia sắc bén. Ninh Chiết cảm nhận được nguy hiểm, trực tiếp triệu hồi ra thất phẩm chiến hồn, hắc bạch vân báo. Đã bắt đầu sử dụng toàn lực. Nhất kích tất sát, không cho Tiêu Phàm cơ hội phản kích. Huyết sát, Tiêu Phàm giơ Tu La kiếm lên cao, chậm rãi rơi xuống, huyết sắc kiếm cương cuồn cuộn dài đến 10 trượng trở lại. Dù chiến hồn hắc bạch vân báo to lớn nhưng dưới kiếm cương cũng cực kỳ nhỏ bé. Ầm ầm, tiếng nổ vang kịch liệt vang lên, khí lãng trùng kích bên trong bành trướng bày ra. Kiến trúc dưới đường đi của hai phe triệt để bị hủy diệt, những thi thể này cũng bị kiếm khí xé nát, không lưu lại chút gì. Đám người nhao nhao lui lại, kinh ngạc nhìn hắc bạch kiếm khí cùng huyết sắc kiếm cương phía xa, chỉ thấy kiếm khí màu trắng đen không ngừng bạo tạc, như là lôi điện đang xen lẫn. Chậm rãi, vậy mà hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem huyết sắc kiếm cương nuốt chửng vào, huyết sắc kiếm cương tiến vào vòng xoáy bên trong chậm rãi bị diệt. Phá, Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm, toàn bộ hồn lực toàn thân đều vào bên trong huyết sắc kiếm cương, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Huyết sắc kiếm cương trực tiếp xé rách vòng xoáy màu trắng đen, rơi vào chiến hồn hắc bạch vân báo trên đỉnh đầu Ninh Chiết. Phốc, chiến hồn hắc bạch vân báo bị xé nứt, Ninh Chiết phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra mấy chục mét mới dừng lại, mặt đất lưu lại một đường lún sâu 2-3 mét, vết rách dài hơn 40 mét, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm một kiếm bổ ra. Đợi bụi bặm tán đi, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần. Nhìn vết rách trên mặt đất không khỏi hít một hơi lãnh khí, một kiếm này của hắn thật đáng sợ. Kiếm chiêu này chính là vì giết chóc mà sinh ra, giết người càng nhiều, máu tươi càng nhiều, công kích lại càng mạnh. Khụ khụ, giết hắn, hắn đã không có sức lực phản kháng. Trong phế tích truyền ra một trận thanh âm phẫn nộ, chỉ thấy Ninh Chiết máu me khắp người, nằm phế trong mớ hỗn độn, gian nan ngẩng đầu lên quát lớn. A, trong đám người không tự giác truyền ra một trận tiếng cười lạnh. Không có sức lực phản kháng sao? Bọn hắn nghe không phải lần một lần hai, nhưng mỗi một lần đều không ai chiếm được chỗ tốt. Thậm chí có người hoài nghi, Tiêu Phàm là cố ý kỳ địch lấy yếu,
dụ giết những người này. Nơi xa, toàn thân Tiêu Phàm không có chút mảy may khí lực, hai cây kim châm cũng bị một kích kia đánh rơi ra, sức lực cầm đao kiếm đều không có. Vẫn là đánh giá thấp thực lực Ninh Chiết rồi. Trong lòng Tiêu Phàm âm trầm tới cực điểm. Nhanh lên, giết hắn. Nhìn thấy người Vương Đạo Minh bất phi sở động, Ninh Chiết triệt để tức giận. Giết, mấy người lấy dũng khí, cắn răng mở miệng nhào về phía Tiêu Phàm, bất quá tốc độ lại rất chậm chạp, tựa như đối với Tiêu Phàm có một loại sợ hãi phát ra từ nội tớ. Ánh mắt hai người Tiêu Phàm cùng Trần Phong gắt gao nhìn chằm chằm mấy người tới gần kia, chỉ bằng vào một người Trần Phong là không thể nào chống đỡ được. Thời điểm này có ai tới cứu bọn họ? Vương Đạo Minh mấy người hoàn toàn bị sát khí Tiêu Phàm trước đó triệt để chấn nhiếp, dù hiện tại Tiêu Phàm nằm trên mặt đất, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên. Hắn thực không động được, đi cách Tiêu Phàm 10 mét có hơn, một người trong đó con ngươi sáng lên, hồn lực hắn bao phủ Tiêu Phàm, phát hiện Tiêu Phàm không có bất cứ động tĩnh gì. Ta biết rồi, hắn trước đó là cố ý kéo dài thời gian mới có thể có sức phản kháng, chúng ta bị hắn lừa gạt. Trong đám người cũng có người lộ ra vẻ hoảng hốt. Nhanh, giết hắn, Ninh Chiết thét vang lần nữa. Yên tâm đi, Phó Minh Chủ, hắn nhất định sẽ chết. Mấy người thập phần hưng phấn, những người khác cũng kích động. Người Vương Đạo Minh sống sót đều hướng lên. Chiến hồn học viện đều quen lấy nhiều khi ít sao. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện trước người Tiêu Phàm. Đó là một người thanh niên mặc trường bào màu trắng mộc mạc. Tóc dài đơn giản choàng sau vai, trong tay nắm một chuôi trường kiếm, nhìn qua cực kỳ bình thường. Nhưng con người kia sán lạn như tinh hà, lại khiến cho người ta không dám khinh thường. Ngươi là ai, dám ngăn người Vương Đạo Minh? Một người phẫn nộ quát, nếu như không phải cảm nhận được khí thế trên người đối phương, bọn hắn đã sớm đi lên. Tuyết Nguyệt, Lâu Ngạo Thiên. Thanh niên áo bào trắng nhàn nhạt mở miệng. Cái quỷ gì chưa nghe qua, giết hắn. Vương Đạo Minh một mặt coi thường, nhao nhao hướng lên. Tuyết Nguyệt, dĩ nhiên chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, chỉ là một người Hoàng Triều, thật đúng là không đáng để vào mắt. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, có vẻ như vị trí Đại Yến Vương Triều của Tiêu Phàm cũng là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đi, bọn họ là cùng một chỗ. Trong đám người có người trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Chỉ là lúc này, người Vương Đạo Minh đã hướng lên. Xoẹt xẹt một trận quang mang sáng chói nhấp nháy xung quanh, như là tinh hà sán lạn phổ chiếu, chẳng biết lúc nào, trường kiếm trong tay Lâu Ngạo Thiên đã ra khỏi vỏ. Kiếm đạo trường ca, ra khỏi vỏ, vào vỏ. Một động tác đơn giản nhất, đám người nhìn thấy tinh hà sán lạn trong nháy mắt chôn vùi, lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiểu tử, người mất mặt xấu hổ sao? Vương Đạo Minh cười ha ha. Tiểu tử này thật sự cho rằng như vậy thì có thể giết người. Phốc phốc phốc, lời nói chưa dứt thanh âm, trong hư không đột nhiên bắn ra một đạo huyết mang lăng lệ, thân thể nhào về phía Lâu Ngạo Thiên đột nhiên giải thể, hóa thành một đám huyết thủy. Kiếm khí quỷ dị căn bản không phải mắt thường có khả năng bắt được, tựa như là từ bên trong thân thể bọn hắn gào thét ra. Tiêu Phàm thấy cảnh này, toàn thân cũng run rẩy một cái, bởi vì một kiếm này hắn cũng không hoàn toàn thấy rõ ràng. Chỉ thấy quang mang chớp nháy, trong nháy mắt bao phủ thân thể rất nhiều người. Phàm là tu sĩ bị quang mang bao phủ, tất cả đều chết oan chết uổng, hơn nữa có mấy người chỉ có một phần thân thể bị quang mang kia bao phủ, ngay sau đó, một phần thân thể kia liền hóa thành mưa máu. Từ ngoài vào trong, lại từ trong ra ngoài, đây là một loại kiếm ý. Tiêu Phàm híp hai mắt, hít sâu khẩu khí nói. Thực lực Lâu Ngạo Thiên thực sự là vượt quá dự liệu của hắn. Dù là Ảnh Phong một tháng trước chính diện cùng hắn giao phong, tỷ số thắng tuyệt đối sẽ không cao hơn một thành. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lâu Ngạo Thiên vậy mà sẽ giúp hắn. Một trận hàn phong thổi qua, tiếng ô ô bên tai không dứt, đám người cảm giác toàn thân run rẩy, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lâu Ngạo Thiên. Hắn áo bào trắng trắng hơn tuyết, đón gió phiêu động, không có tiêm nhiễm một chút vết bẩn. Hắn liền như thế tay cầm trường kiếm lẳng lặng đứng ở trên đường cái. Con người không hề bận tâm, không nổi lên bất luận gợn sóng gì. Ninh Chiết nơi xa nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên, con người hơi hơi rung động, kiếm ý, hắn vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý. Cũng khó trách Ninh Chiết kinh ngạc như thế, cho dù là hắn cũng chỉ bắt được ra lông kiếm ý, cũng chưa có lĩnh ngộ kiếm ý chân chính. Một khi lĩnh ngộ kiếm ý,
Ninh Chiết hắn cũng liền có thể đột phá chiến hoàng cảnh, thế nhưng chỉ là tồn tại hư vô phiêu miểu, so với thế càng khó nắm bắt hơn. Bằng không mà nói, rất nhiều người nắm giữ thất phẩm chiến hồn, hàng năm cũng sẽ không dừng bước tại chiến vương cảnh đỉnh phong. Liền giống như Tiêu Phàm trước đó đột nhiên đụng chạm đến cử trọng nhược khinh, cũng là một loại ý. Chỉ là Tiêu Phàm cũng vẻn vẹn đụng chạm đến gia lông, không tính là chân chính lĩnh ngộ. Hỗn trướng, Ninh Chiết phẫn nộ gầm rú một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Nơi xa mười mấy người còn may mắn sống sót nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, dù trước đó gặp Tiêu Phàm cũng không có sợ hãi như thế. Lâu Ngạo Thiên, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều rốt cuộc lại xuất hiện thêm một tên yêu nghiệt. Ánh mắt Y Vân sáng quắc nhìn chằm chằm Lâu Ngạo Thiên, trong lòng hơi kinh ngạc nói. Vẻn vẹn một kiếm liền diệt sạch tâm đám người Vương Đạo Minh, việc này không phải đáng sợ bình thường. Đột nhiên, Y Vân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy vô số đạo thân ảnh lăng không mà tới, một cỗ khí tức siêu tuyệt ép tu sĩ hiện trường có chút không thở nổi. Đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy ba đạo thân ảnh chậm rãi rơi vào trong đống phế thạch rách nát. Cầm đầu là một nam tử trung niên, đứng ở đó tản ra một cỗ khí thế siêu nhiên, không nhiễm khói lửa, tựa như một chuôi tuyệt thế lợi kiếm đứng ngạo nghễ thẳng tắp. Tại bên trái nam tử trung niên, là một lão giả khôi ngô. Lão giả tựa như đắm chìm trong hỏa diễm, dù thu liễm khí thế cũng khiến cho người ta thấy rõ một loại cảm giác cực kỳ cuồng bạo. Bên phải là một bà lão, khí tức nàng rất yên tĩnh, nếu như Sở Khinh Cuồng nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận ra được, người này chính là sư tôn Nhược Lưu Thường, Hoa Hoàng. Gặp qua Kiếm Hoàng, Hỏa Hoàng, Hoa Hoàng tiền bối. Y Vân liền vội vàng tiến lên. Hướng phía ba người cung kính thi lễ, không có ba người cho phép, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Kiếm Hoàng, Hỏa Hoàng, Hoa Hoàng, đám người bỗng nhiên hít mấy khẩu khí, ánh mắt nhìn về phía ba người cũng tràn ngập sùng bái, sau đó không chút do dự quỳ bái. Cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy, ba người này là tam đại chiến hoàng lợi hại nhất nội viện, có thể có được phong hào bản thân cũng đủ để chứng minh ba người cường đại tới cỡ nào. Tựa như chiến vương, cho dù là chiến vương đỉnh phong, chỉ cần không lĩnh ngộ đệ tam trọng thế, cũng không dám phong vương, chiến hoàng cũng giống như thế. Ngươi tên là gì, có nguyện bái ta làm vi sư? Đột nhiên, nam tử trung niên nhàn nhạt nhìn Lâu Ngạo Thiên nói. Cái gì, Kiếm Hoàng đại nhân tự nhiên muốn đích thân thu nhận đồ đệ. Đám người kinh ngạc nhìn Lâu Ngạo Thiên, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái. Có thể tại chiến vương cảnh hậu kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, người này có tư cách làm đệ tử Kiếm Hoàng. Xin lỗi. Vượt quá tất cả ý liệu mọi người, sắc mặt Lâu Ngạo Thiên thập phần bình tĩnh, trực tiếp uyển chuyển cự tuyệt Kiếm Hoàng. Lời này vừa nói ra, đám người tưởng là lỗ tai mình nghe lầm. Rất nhiều người trong lòng thầm mắng Lâu Ngạo Thiên không biết tốt xấu, Kiếm Hoàng đại nhân tự mình mở miệng thu ngươi làm đồ, việc này vô cùng vinh quang, tiểu tử ngươi lại còn không đáp ứng. Lâu Ngạo Thiên trả lời, hiển nhiên cũng vượt quá dự kiến của Kiếm Hoàng, bất quá sắc mặt hắn thập phần bình tĩnh, không mảy may có ý tứ sinh khí, ngược lại lộ ra vẻ hài lòng. Không sao, ngươi nếu tại kiếm đạo có cái gì không hiểu, tùy thời có thể tới tìm ta. Kiếm Hoàng gật đầu, tiện tay hất lên, một vệt sáng bắn về phía Lâu Ngạo Thiên. Gạch nối, Lâu Ngạo Thiên lấy tay một chiêu, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài, cau mày một cái. Hướng về phía Kiếm Hoàng hơi chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Kiếm Hoàng hài lòng cười cười, tựa như hắn đến nơi này chỉ vì việc này. Không ít người nhìn thấy tấm lệnh bài kia lập tức kinh hô lên, đó là lệnh bài tư cách nội viện. Trực tiếp có thể tiến vào nội viện, Kiếm Hoàng đại nhân lên tiếng, người này tuyệt đối có tư cách tiến vào nội viện. Những người khác tuy hâm mộ không thôi, nhưng cũng không thể không thừa nhận Lâu Ngạo Thiên cường đại. Là ai nắm giữ cửu phẩm chiến hồn? Hỏa pháo lão giả Hỏa Hoàng bên cạnh Kiếm Hoàng đột nhiên nói, con người liếc nhìn toàn trường. Đám người nghe vậy, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Quan Tiểu Thất, Hỏa Hoàng tự nhiên đoán được, chỉ là nhìn thấy khắp người Quan Tiểu Thất máu me lại cau mày một cái. Là ai tổn thương hắn? Toàn thân Hỏa Hoàng bốc cháy hỏa diễm cuồn cuộn, một cỗ khí tức tàn nhẫn tản ra, tất cả mọi người run lên trong lòng. Mọi người cũng biết rõ Hỏa Hoàng vì sao sẽ nổi giận như thế, đây chính là người nắm giữ cửu phẩm chiến hồn đó. Nếu như chết,
đối với Chiến Hồn Học Viện mà nói tuyệt đối là một tổn thất lớn. Hỏa Hoàng tiền bối, người tổn thương hắn đã bị giết rồi. Y Vân hít sâu khẩu khí nói. A, Hỏa Hoàng cau mày một cái, liếc nhìn lấy phế tích bốn phía. Lấy kinh nghiệm của hắn, cái này tuyệt đối không phải do Chiến Vương cảnh đỉnh phong tu sĩ bình thường tạo thành, chí ít cũng là Phong Vương Chiến Vương, hoặc là Tuyệt Thế Chiến Vương. Chẳng lẽ quan tiểu thất Chiến Vương cảnh hậu kỳ có thể chém giết Phong Vương Chiến Vương, thậm chí Tuyệt Thế Chiến Vương? Nghĩ vậy, Hỏa Hoàng lại hỏi, là bị hắn giết chết? Không phải. Y Vân cười khổ lắc đầu. Hắn đơn giản đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, không có thêm mắm thêm muối chút nào, hắn chỉ là muốn khiến Hỏa Hoàng chú ý Tiêu Phàm mà thôi. Dù sao, nếu như Tiêu Phàm có thể trở thành học viên nội viện Chiến Hồn Học Viện, người Vương Đạo Minh cùng Đế Minh khẳng định cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần, có lẽ không dám tiếp tục tìm Tiêu Phàm gây phiền phức. Chiến Vương Trung Kỳ chém giết Chiến Hoàng Trung Kỳ, y tiểu tử, ngươi lừa gạt lão phu đấy chứ? Hỏa Hoàng hơi giận dữ, hắn hiển nhiên không quá tin tưởng. Hỏa Hoàng liếc mắt liền nhìn ra tu vi Tiêu Phàm, một Chiến Vương Trung Kỳ há có thể chém giết Chiến Hoàng Trung Kỳ. Hắn cùng với Kiếm Hoàng, Hoa Hoàng vừa mới chạy tới, tự nhiên không biết tất cả sự tình phát sinh trước đó, ngược lại là có mấy người âm thầm chú ý tới tất cả những thứ này. Việc này không phải giả, ta tận mắt nhìn thấy, ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy. Lâu Ngạo Thiên cũng mở miệng, hắn cũng bị thực lực Tiêu Phàm làm chấn kinh, chí ít, lấy thực lực hiện tại của hắn cũng làm không được. A, lông mày Kiếm Hoàng nhíu lại, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm, cho dù là hắn cũng không tin. Chẳng qua là khi hắn liếc nhìn lấy tu sĩ bốn phía, lại phát hiện ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi, cho dù là Chiến Vương đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Hô, đột nhiên, Phong Lang bỗng nhiên mở hai mắt, qua một phen chữa thương, thương thế hắn đã ổn mấy phần, chỉ ít hành động cũng không có bất kỳ chướng ngại gì. Gần như đồng thời, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất cũng tỉnh lại, hai người vội vàng xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, chuẩn bị đỡ Tiêu Phàm dậy. Trước đừng động vào ta, ta tự mình làm. Tiêu Phàm vội vàng kêu lên, giờ phút này thân thể hắn suy yếu tới cực điểm, xương sườn gãy mười mấy cây, một khi di chuyển xương sườn có khả năng sẽ cắm vào lục phủ ngũ tạng, đến thời điểm đấy coi như hết cách xoay chuyển. Phong Lang, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim vội vàng dừng thân hình, thủ hộ tứ phương bên Tiêu Phàm. Nhất là Quan Tiểu Thất, trong đầu một mực hồi tưởng đến một màn Tiêu Phàm che ở trước người hắn. Nếu như không phải Tiêu Phàm có lẽ hắn cũng đã chết. Hồn hải bên trong Tiêu Phàm cùng Bạch Thạch tỏa ra quang mang lóa mắt, sương mù màu trắng cuồn cuộn từ hồn hải bắt đầu lan tràn, hướng khắp kinh mạch toàn thân đi. Trong miệng chứa một khối nhỏ tử đan tham, che chở cả thể xác và tinh thần hắn. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị, bằng không, thân thể cũng không có khả năng kiên trì đến hiện tại. Tiểu Lang, ta cần hồn thạch. Tiêu Phàm mở miệng nói. Phong Lang nghe vậy, không chút do dự lấy ra hàng vạn trung phẩm hồn thạch, trồng chất bên người Tiêu Phàm, tu sĩ bốn phía toàn bộ đều bảo trì trầm mặc. Dù là Tam Hoàng kia cũng không mở miệng, lấy thực lực ba người cũng đại khái nhìn ra thương thế Tiêu Phàm, tâm mạch bị hao tổn không nói, kinh mạch cũng phá toái không ít, thậm chí ngay cả hồn hải cũng đều bị thương. Hơn nữa, xương sườn đoạn mười mấy cây, dạng thương thế này làm sao có thể tự cứu. Theo Bạch Thạch rung động, mấy vạn trung phẩm hồn thạch bốn phía bỗng nhiên hóa thành cho bụi, cuồn cuộn hồn lực hướng về thân thể Tiêu Phàm mãnh liệt đi, đơn giản như là thôn tính. Dạng tốc độ luyện hóa hồn thạch này có thể khiến tu sĩ bốn phía nhìn mắt trợn tròn. Phong Lang vội vàng lại lấy ra hơn trăm vạn hồn thạch, nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt lần nữa bị luyện hóa hầu như không còn. Hồn hải hắn sao không bị bạo, hơn 100 vạn hồn thạch ngưng tụ thành hồn lực, cho dù hồn lực thành sông cũng không tiếp nhận được. Hoa Hoàng một mực giữ yên lặng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồn hải là có hạn, cho dù hồn lực thành sông, đó cũng chỉ là một cái hình dung. Hồn lực kia lao nhanh như hoàng hà gào thét. 100 vạn hồn thạch ngưng tụ thành hồn lực, không sai biệt lắm chính là cực hạn hồn lực thành sông. Nếu như tiếp tục chính là hồn lực thành biển, cũng khó trách Hoa Hoàng khiếp sợ như thế. Một bên Kiếm Hoàng và Hỏa Hoàng cũng lóe qua vẻ kinh dị, con người từ trên người Quan Tiểu Thất chuyển rời đến trên người Tiêu Phàm. Phong Lang đứng ở một bên, hồn thạch tựa như không muốn sống hướng mất bên Tiêu Phàm. 200 vạn, 300 vạn.
1.000 vạn, dòng dã đến 1.000 vạn, cỗ thôn phệ chi lực kia mới hỏa hoãn xuống, hồn hải Tiêu Phàm tựa như một đầu hồng hoang man thú đói khát, thôn phệ 1.000 vạn hồn lực còn không có dừng lại. Đám người ực ực nuốt nước miếng, 1.000 vạn trung phẩm hồn thạch cứ như vậy bị thôn phệ, đây cũng quá khủng bố. Phải biết đây không phải hạ phẩm hồn thạch mà là trung phẩm hồn thạch đấy. Phong Lang cũng chẳng tốt đẹp gì, không phải hắn tiếc 1.000 vạn trung phẩm hồn thạch, mà là bị tốc độ Tiêu Phàm thôn phệ hồn lực cho chấn kinh. Sau đó lại thôn phệ 800 vạn trung phẩm hồn thạch mới hoàn toàn ổn định lại. Đám người chết lặng nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tựa như nhìn một quái vật. Hồn hải bên trong Tiêu Phàm cùng bạch thạch rốt cục dừng lại, tất cả hồn lực bên trong hồn thạch đều bị bạch thạch chuyển hóa thành bạch đan xỉ sắc xương mù tu bổ kinh mạch Tiêu Phàm. Bằng không, cho dù là hồn hải cũng không thôn phệ được 1.800 vạn trung phẩm hồn thạch hồn lực. Kinh mạch chữa trị, hồn hải chữa trị, tâm mạch chữa trị, xương sườn chữa trị. Tiêu Phàm cuối cùng cũng buông lỏng một hơi. Loại thương thế này đối với người khác mà nói, mặc dù không đủ chí mạng, nhưng trong thời gian ngắn như vậy tuyệt đối không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu, cái này tất cả đều phải nhờ vào đá màu trắng. Oanh, đột nhiên, bên trong hồn hải tản ra một cỗ khí tức cuồng bạo, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, bên trong hồn hải tràn ngập cuồn cuộn hồn lực, so với chiến đấu trước đó, hồn lực vậy mà mở rộng mấy lần có thừa. Đây là muốn đột phá. Trong lòng Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, hắn rất muốn áp chế, nhưng căn bản áp chế không nổi. Thật sự là vừa mới hấp thu hồn lực quá nhiều. Mặc dù hắn rất không muốn đột phá ở chỗ này, nhưng hiện tại cũng không có cách nào, dù là hắn muốn rời đi cũng khẳng định có người không cho. Đã như vậy, liền ở đây đột phá như thế nào? Đột phá, động tác Tiêu Phàm cũng hấp dẫn không ít ánh mắt tu sĩ, rất nhiều người khóe miệng giật một cái, tên gia hỏa này đang cố ý sao? Ngay trước mặt ba vị hoàng giả đột phá, muốn nịnh nọt ba vị hoàng giả. Nịnh nọt ba vị hoàng giả, Tiêu Phàm căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy, bởi vì hồn lực bên trong hồn hải quá hùng hậu. Hồn hải đã bắt đầu xông ra, hướng kinh mạch bên trong khuếch tán. Tiêu Phàm không ngăn cản, mỗi một lần đột phá, hồn lực đều sẽ rửa sạch kinh mạch, đây là một quá trình nhất định phải trải qua. Chỉ có kinh mạch đầy đủ cường đại mới có thể chống đỡ càng nhiều hồn lực, đồng thời, hồn lực bên trong quá trình cũng nhận được sự rèn luyện. Cả hai là hỗ trợ lẫn nhau, cũng coi là một loại rèn luyện trước khi đột phá. Bên trong chiến đấu, tu sĩ sẽ thi triển hồn lực để phóng thích chiến kỹ, hồn lực sẽ thông qua kinh mạch, nếu như kinh mạch không đủ mạnh, nhất định sẽ bị bạo. Đồng thời, hồn lực đang hướng vào kinh mạch, cũng lặp đi lặp lại rèn luyện, sau khi đột phá, uy lực thi triển chiến kỹ cũng càng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi đột phá, thực lực sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Ánh mắt rất nhiều người rơi vào trên người Tiêu Phàm, trong mắt Y Vân lóe lên vẻ kinh dị, hắn nhớ kỹ lúc Tiêu Phàm vừa tới Vân Lai khách sạn chỉ là chiến vương sơ kỳ mà thôi. Lúc này mới hơn một tháng, lại muốn đột phá chiến vương hậu kỳ, đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như hắn biết Tiêu Phàm này hơn một tháng xảy ra cái gì, Y Vân có lẽ sẽ không cho rằng như vậy. Gần 2 tháng, Tiêu Phàm tại sinh tử đấu trường thắng 65 trận đấu. Đối thủ ban đầu cũng từ chiến vương cảnh sơ kỳ biến thành chiến vương cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là cường giả lĩnh ngộ đệ nhị trọng thế. Bất quá có 3 người ánh mắt thu hồi lại, cuối cùng rơi vào trên người Quan Tiểu Thất, Hỏa Hoàng trước tiên mở miệng nói, ngươi tên là gì? Quan Tiểu Thất cau mày một cái, cảm giác 3 người đối với bản thân cũng không có ác ý, liền báo ra tên mình. Không biết Tiểu Hữu có thể đem chiến hồn phóng xuất ra cho chúng ta nhìn hay không? Hỏa Hoàng mặt lộ vẻ hiền lành nói, lại không mảy may có chút khí tức cuồng bạo nào. Quan Tiểu Thất do dự một chút vẫn gật đầu, cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung lơ lửng đỉnh đầu, kim quang chói mắt, giống như một vòng liệt nhật, chói mắt vô cùng. Thực sự là cửu phẩm chiến hồn, là chiến hồn trục nhật cung công kích từ xa. Quan Tiểu Thất đúng không, người có nguyện bái ta làm sư. Hỏa Hoàng một mặt kích động nhìn Quan Tiểu Thất, như nhặt được chí bảo. Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng 2 người không nói, tựa như bọn hắn xem ra, Quan Tiểu Thất thích hợp nhất làm đồ đệ Hỏa Hoàng. Ta đã có sư tôn, mặc dù hắn không thừa nhận ta làm đồ đệ. Quan Tiểu Thất lộ ra một tia buồn bực. Hỏa Hoàng nghe được nửa câu trước, trong lòng chợt lạnh, thế nhưng là nghe được nửa câu sau, lại trở nên kích động,
vội vàng nói, làm đồ đệ của ta, ta sẽ đem mọi thứ dạy cho ngươi, như thế nào? Thực, Quan Tiểu Thất con mắt quay tít, sau khi đột phá chiến vương cảnh, cơ hồ đều dựa vào một mình hắn tìm tòi, đột phá có chút chậm chạp, nếu có người chỉ đạo, hiện tại hắn làm sao có thể chỉ là chiến vương cảnh hậu kỳ? Không được, nếu như ta làm đồ đệ ngươi, hắn khả năng cả một đời đều sẽ không thu ta làm đồ đệ. Quan Tiểu Thất lại vội vàng lắc đầu nói. Sắc mặt Hỏa Hoàng co lại, ta dù sao cũng là nội viện hoàng giả chiến hồn học viện A, cầu ngươi làm đồ đệ ngươi không nguyện ý, ngươi ngược lại hay rồi, nằm mơ cũng muốn trở thành đồ đệ người khác. Người với người ở giữa chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Bốn phía tu sĩ cũng lộ ra vẻ cổ quái, không ít người trong mắt đều là hâm mộ ghen ghét, thế nhưng lại không thể làm gì. Ai bảo hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn đây, rất có thể trở thành chiến thánh, bọn hắn có thể so sánh như thế nào? Hỏa Hoàng cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống, nói, ngươi chỉ nói là khả năng, coi như ngươi trở thành đồ đệ của ta, hắn cũng chưa chắc không nguyện ý. Huống chi có ta chỉ điểm, ngươi có thể càng nhanh đột phá, có lẽ có thể được hắn tán thành. Hỏa Hoàng rất muốn quất chính mình một bạt tai, nói cái gì đây? Bản thân vậy mà lại cố gắng dạy đồ đệ mình đi bái người khác làm thầy. Chỉ là nghĩ đến Quan Tiểu Thất có cửu phẩm chiến hồn, hắn vẫn khẽ cắn môi, dù là Quan Tiểu Thất sau này bái người khác làm thầy, chỉ cần còn nhận hắn làm sư tôn thì liền có thể. Nếu như vậy mà nói, vậy thì tốt, bất quá ta nghe nói hơn một tháng sau, chiến hồn học viện có cái khảo hạch, chờ ta thông qua khảo hạch mới bái ngươi làm sư đi. Bằng không hắn sẽ không thừa nhận ta, hơn nữa, ta cũng sẽ không nhìn nổi bản thân. Quan Tiểu Thất thập phần chân thành nói. Ha ha, tốt, tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị ta, việc kia liền quyết định như thế đi. Hỏa Hoàng cười ha ha một tiếng, hắn cũng ghét nhất cho người ta thương lượng. Chỉ là nghĩ đến cửu phẩm chiến hồn của Quan Tiểu Thất, hắn liền nhẫn. Không nghĩ tới Quan Tiểu Thất vậy mà có ý nghĩ như thế, muốn bản thân thông qua khảo hạch. Bất quá theo Hỏa Hoàng, tất cả đã không còn trọng yếu, chỉ cần Quan Tiểu Thất nguyện ý bái hắn làm thầy là tốt rồi. Hỏa Lão, lần này ngươi nhặt được bảo vật rồi. Kiếm Hoàng đột nhiên nói khẽ, thanh âm trực tiếp truyền vào lỗ tai Hỏa Hoàng. Cửu phẩm chiến hồn đúng không? Hỏa Hoàng không thèm mảy may che giấu nội tâm kích động. Không phải, nếu như ta đoán không sai, hắn có một khỏa xích tử chi tâm. Kiếm Hoàng lắc đầu, ngưng tiếng nói, đây có lẽ là thiên ý, nắm giữ cửu phẩm trục nhật cung, tăng thêm xích tử chi tâm, đây là thiên sinh cung tiễn thủ. À, Hỏa Hoàng hơi kinh hãi, sau đó vội vàng nói, việc này ngươi biết ta biết, ngàn vạn không thể nói cho người thứ ba biết rõ. Yên tâm, huống chi ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, còn có rất nhiều ánh mắt âm thầm nhìn chằm chằm đây. Chỉ là ngại thân phận chúng ta, lúc này mới không cùng chúng ta đoạt mà thôi. Kiếm Hoàng gật đầu cười nói. Cũng đúng lúc này, toàn thân Tiêu Phàm tỏa ra một cỗ khí thế ngút trời, khí thế chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó trong nháy mắt vững chắc xuống. Tiêu Phàm vẫn như cũ xếp bằng tại chỗ, bên trong hồn hải, từ hồn lực ngưng tụ thành vô tận kiếm khí, đao khí, quyền ảnh lấp lóe, còn có vô số phong nhận sắc bén. Chiến vương cảnh hậu kỳ, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, lĩnh ngộ tam trọng đao thế cùng tam trọng quyền thế. Tất cả những thứ này còn cần phải cảm tạ Đường Nghiêu và Tần Đao. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Hắn tự tin lấy thực lực hắn giờ phút này có thể rất nhẹ nhàng giết chết Đường Nghiêu. Đương nhiên, đối mặt với chiến hoàng trung kỳ, hắn vẫn không dám khinh thường. Mặc dù giết chết Tần Đao, nhưng cũng là ngoài ý muốn. Nếu như gặp lại chiến hoàng trung kỳ, dù hiện tại đột phá, Tiêu Phàm cũng không cho rằng mình sẽ là đối thủ của hắn. Khó trách Hỏa Hoàng bọn hắn không tin Tiêu Phàm có thể chém giết chiến hoàng trung kỳ. Đáng tiếc, phong thế một mực dừng lại ở đệ nhị trọng, còn cần tiếp tục lĩnh ngộ. Tiêu Phàm hít sâu, bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt hắn có đạo quang kiếm cuồng bạo lấp lóe. Phong thế và kiếm thế, đao thế cùng quyền thế khác biệt, sau ba loại thế, có thể dùng kiếm, đao cùng nắm đấm diễn luyện chiến kỹ chậm rãi lĩnh ngộ, cũng có thể lĩnh ngộ trong chiến đấu. Nhưng phong thế chỉ có bản thân cảm ngộ huyền diệu của gió mới có thể lĩnh hội. Công tử Tiêu huynh, Phong Lang, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim, còn có Trần Phong vội vàng đi qua, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Trần Phong, đa tạ. Tiêu Phàm hơi chắp tay nói.
Mặc dù Trần Phong không có quá nhiều tác dụng, nhưng hắn dám thay bản thân ngăn chiến vương cường giả đỉnh phong cũng đủ để cho Tiêu Phàm hắn cảm kích. Ta cũng không có tác dụng gì. Trần Phong xấu hổ cười cười, khóe miệng của hắn còn có từng tia máu tươi. Chúc mừng quan huynh. Tiêu Phàm lại cười cười nói, về phần Phong Lang cùng Tiểu Kim, hắn liền không có nói thêm cái gì. Dù sao bọn hắn là huynh đệ Tiêu Phàm, nói tạ ơn cũng quá khách khí. Trên mặt Hỏa Hoàng lộ ra một tia tiếu dung, tiểu tử này thực biết nói chuyện. Cuối cùng, Tiêu Phàm lại quay người nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên, trịnh trọng thi lễ nói, đa tạ. Không cần cảm ơn ta, ta có thể lĩnh ngộ kiếm ý, còn nhờ một kiếm của ngươi. Lâu Ngạo Thiên con ngươi thập phần bình tĩnh, sắc mặt không hề bận tâm, nghe nói như thế, đám người lộ ra vẻ kinh dị. Tiêu Phàm không hiểu ra sao, bất quá Lâu Ngạo Thiên cũng căn bản không có ý tứ giải thích, hắn cũng đành đến đây thôi. Ngược lại kiếm hoàng, lại động linh cơ một cái, nhìn Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm đúng không, người có nguyện bái ta làm thầy. Người có nguyện bái ta làm thầy, nghe thấy kiếm hoàng nói, trong lòng Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, bản thân mình chỉ có chiến hồn bình thường thôi, chiến lực coi như miễn cưỡng mà thôi, đáng ra không thể lọt vào mắt kiếm hoàng chứ. Bọn hắn những người này không phải đều chỉ nhìn chiến hồn sao? Chẳng lẽ cũng sẽ nhìn thực lực? Ánh mắt đám người nhìn Tiêu Phàm tràn ngập vẻ hâm mộ, đây chính là kiếm hoàng đấy. Sở trường về trường kiếm thì cả tòa Ly Hỏa Đế Đô cũng chỉ có một mình kiếm hoàng. Dù là đế chủ cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Toàn bộ Đại Ly Đế Triều không biết có bao nhiêu người ngày nhớ đêm mong bái hắn làm thầy, chỉ cần kiếm hoàng nói một câu, tuyệt đối sẽ có vô số tu sĩ chạy đến, đem Ly Hỏa Đế Đô chen bể. Trên mặt Y Vân cũng lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần Tiêu Phàm trở thành đồ đệ kiếm hoàng, ai dám gây bất lợi cho Tiêu Phàm. Chẳng qua là hắn nghe được lời nói Tiêu Phàm sau đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Đa tạ tiền bối, vãn bối chỉ là một luyện dược sư mà thôi, đoán chừng khiến tiền bối thất vọng. Tiêu Phàm hơi khom người nói, đối với cường giả, hắn cũng đầy đủ tôn trọng. Chỉ là hắn không có khả năng bái kiếm hoàng làm sư, trước không nói hắn không hiểu kiếm hoàng, một phương diện khác. Trên người hắn thế có không ít bí mật, cùng cường giả mỗi ngày cùng một chỗ, ai biết rõ có thể bại lộ hay không. Trên thế giới này, không phải ai cũng thiện tâm như Quách Sĩ Thần và Phúc Bá, nếu kiếm hoàng đối với hắn có một chút ý đồ xấu, đến thời điểm làm sao chết đều không biết. À, người chính là một tên luyện dược sư, mặc dù bị hai lần cự tuyệt, kiếm hoàng cũng không tức giận, làm Tiêu Phàm đối với kiếm hoàng khâm phục rất nhiều. Tiểu tử, người thiên phú không tồi. Nhưng không thể chiếu cố cái khác, đừng trà đạp tiền đồ tốt. Hỏa hoàng tính tình không có tốt như vậy. Người Lâu Ngạo Thiên cự tuyệt kiếm hoàng cũng liền thôi, tại sao có thể liên tiếp khiến kiếm hoàng mặt mũi mất sạch. Nhìn thấy Tiêu Phàm cự tuyệt kiếm hoàng, Y Vân liền bối rối, sau đó lại nhìn thấy hỏa hoàng nổi giận. Y Vân cũng nhịn không được nữa nói, hỏa hoàng tiền bối, Tiêu lão đệ cũng là một lục phẩm luyện dược sư. Lục phẩm luyện dược sư tính là gì? Hỏa hoàng mặt coi thường nói, sắc mặt chậm rãi biến hóa thập phần đặc sắc, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi thực sự là lục phẩm luyện dược sư. Ngay cả kiếm hoàng cùng hỏa hoàng cũng có chút dị động, mặc dù lục phẩm luyện dược sư không kỳ lạ, dù là chiến vương hậu kỳ lục phẩm luyện dược sư cũng thập phần không ít. Nhưng, lục phẩm luyện dược sư 17-18 tuổi, chiến vương cảnh hậu kỳ, tuyệt đối thập phần hiếm có, phóng nhãn toàn bộ Đại Ly Đế Triều cũng chưa chắc sẽ có người thứ hai. Nói cho đúng, ta là một bác sĩ, chuẩn bị mở một tiệm thuốc ở gần đây, khám bệnh cho người dân, bán một chút thảo dược. Tiêu Phàm gật đầu nói. Cũng không phải hắn không thích, thật sự là hắn ưa thích cách xưng hô bác sĩ này. Luyện dược sư vẻn vẹn chỉ là luyện dược mà thôi, Tiêu Phàm hắn trừ luyện dược ra, còn có thể chữa bệnh. Bác sĩ, xem bệnh bán thuốc, cái gì loạn thất bát tao vậy? Hỏa hoàng hất áo bào có chút giận dữ. Tiểu tử này thiên phú tốt như vậy, vậy mà chuyên môn làm một chút đồ vật hỏng bét loạn lên. Tiền bối không nên tức giận, cho ta nói mấy câu, nếu như nói không đúng, người đều có thể trách cứ ta. Tiêu Phàm cười nói. Gặp hỏa hoàng trầm mặc, Tiêu Phàm lại tiếp tục nói ra, tiền bối toàn thân da thịt đỏ bừng nóng rực, lỗ chân lông thư giãn, khí tức hỏa diễm tiêu tan yếu ớt, tiết tấu có chút rối loạn. Nghĩ đến tiền bối mỗi khi vào lúc giữa trưa, cả người liền giống như lửa thiêu, ngay cả nước đá cũng chẳng áp chế được cỗ nóng rực này.
Ngươi, Hỏa Hoàng biến sắc, đây là bí mật của hắn, làm sao bị tiểu tử này biết rõ. Mặt khác, đến nửa đêm, toàn thân tiền bối lại trở thành vô cùng băng lãnh, tựa như hồn lực bị rút ra không còn, giống như rơi vào hầm băng vạn năm, cứ như thế lặp lại, lấy tình huống bây giờ xem, hẳn là 3 ngày một lần. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Tiểu tử, ngươi làm sao biết? Hỏa Hoàng bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, một tay dắt lấy cổ áo Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì đem hắn xé nát. Lão đầu tử, ngươi đừng có làm tổn thương Tiêu huynh. Quan Tiểu Thất vội vàng kêu lên. Nhìn ra, Tiêu Phàm khoát khoát tay ngăn Quan Tiểu Thất, lại nói, từ loại tình huống, tiền bối hẳn là bị trúng độc, hơn nữa trúng độc đã rất sâu. Bây giờ là 3 ngày một lần, qua một đoạn thời gian chính là 2 ngày một lần. Đến khi 1 ngày một lần thì ai cũng không cứu được. Hỏa Hoàng nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa thì đem Tiêu Phàm xé nát. Cái này là bí mật chỉ có hắn biết rõ. Đối với một tu sĩ mà nói, ai cũng không thể biết rõ về bản thân mình được. Một khi địch nhân biết, đủ để cho hắn một kích chí mạng. Nhưng mà bí mật này lại bị Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ra, việc này khiến hắn như thế nào không giận. Hắn từng muốn đi tìm luyện dược sư, nhưng về sau ngẫu nhiên nhìn thấy một đoạn miêu tả trong một quyển sách. Loại tình huống này là vấn đề tự thân chiến hồn, đan dược đều căn bản không giải quyết được. Hỏa lão, người đoạn thời gian này một mực xem y thuật, chính là bởi vì nguyên nhân này sao? Kiếm Hoàng đi tới bên người Hỏa Hoàng, hơi kinh ngạc nói. Hỏa Hoàng gật gật đầu, sau đó phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm nói tiếp. Còn có cái gì có thể nói, bệnh của ngươi, ta có thể trị. Tiêu Phàm nhún vai nói, một chiến hoàng cảnh đỉnh phong muốn giết hắn. Hắn căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Ngươi có thể trị, Hỏa Hoàng hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, chỉ là một lục phẩm luyện dược sư mà thôi, vậy mà có thể trị cho mình. Tin hay không tùy ngươi, ta là một bác sĩ, chuyên môn phụ trách trị bệnh cứu người, đại khái còn 2 tháng nữa thì tình huống của ngươi sẽ lần nữa chuyển biến xấu. Tiêu Phàm nhún vai nói, ngươi nếu có thể trị hết bệnh cho ta, tất cả bồi thường nơi này ta thay ngươi phụ trách. Hỏa Hoàng trầm giọng nói, vấn đề trên người hắn rầu rĩ thời gian rất lâu. Ta còn có một yêu cầu. Tiêu Phàm cười cười nói, một bộ lợn chết không sợ nước sôi. Nói, bị Tiêu Phàm nói ra bí mật, trong lòng Hỏa Hoàng thập phần khó chịu. Tiêu Phàm chỉ trong đống phế tích đối diện Vân Lai khách sạn kia, sắc mặt âm trầm nói, nếu nơi này dựng lên ta muốn sở hữu một cửa hàng. Vì sao? Kiếm Hoàng không hiểu nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thi thể đầy đất, lại đảo qua đám người bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào Ninh Chiết đang được người khác dìu nói, ta muốn để cho người ta nhớ kỹ nơi này, ta là một bác sĩ có thể cứu người, cũng có thể giết người. Bác sĩ có thể cứu người, cũng có thể giết người. Câu nói sau cùng không ngừng quanh quẩn trong đầu đám người, những kẻ muốn giết Tiêu Phàm toàn thân lạnh run. Bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm là muốn nói cho bọn hắn, nơi này chính là giáo huấn đẫm máu. Nếu như ai còn dám đối với hắn gây bất lợi, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, thậm chí sẽ bộc phát, dù là máu chảy thành sông. Người ở đây không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Được, ta có thể đáp ứng ngươi, nơi này thay ngươi lưu lại một cửa tiệm. Hỏa Hoàng cũng bị khí thế Tiêu Phàm động dung, gật đầu nói, hiện tại, ngươi chứng minh như thế nào, ngươi có thể trị hết vấn đề của ta. Không phải vấn đề, là bệnh. Tiêu Phàm cường điệu nói, trên mặt lại hiện ra một nụ cười. Hỏa Hoàng khẽ cắn môi, hận không thể đem Tiêu Phàm một bàn tay đánh bay, tiểu tử này là đang cố ý làm khó hắn sao? Chỉ thấy Tiêu Phàm mở bàn tay, lòng bàn tay bỗng xuất hiện một cây long văn kim châm. Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng 3 người trong mắt trải qua vẻ kinh dị. Lấy nhãn lực bọn hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra long văn kim châm là luyện chế từ thất thải long văn mộc. Tiền bối, ngươi bây giờ có thể thả ta ra. Tiêu Phàm bĩu môi nói. Hỏa Hoàng lúc này mới phát hiện, một tay hắn vẫn còn dẫn theo Tiêu Phàm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Phốc, đang lúc Hỏa Hoàng thất thần, bỗng có một tiếng vang giòn, kim châm trong tay Tiêu Phàm đột nhiên đâm vào ngực Hỏa Hoàng, đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Tiểu tử này muốn chết sao? Dám ám toán Hỏa Hoàng. Dù là Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng cũng biến sắc, lấy tay hướng Tiêu Phàm chộp tới. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân như bị giam cầm,
căn bản không thể động đậy. Dừng tay, một tiếng quát như sấm vang lên, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là người mở miệng nói lại là Hỏa Hoàng. Hỏa Lão, Kiếm Hoàng kinh ngạc nhìn Hỏa Hoàng không biết vì sao. Dễ chịu, rất lâu không được thư thái như vậy. Hỏa Hoàng cười ha ha một tiếng, cười thập phần đặc sắc, tiểu tử, vấn đề của ta, ngươi có thể chữa tốt. Ta gọi Tiêu Phàm, không phải tiểu tử. Tiêu Phàm trịnh trọng nói, ta chỉ là hướng ngươi chứng minh một cái, ta có thể trị hết bệnh cho ngươi, bất quá muốn trị tốt, không có dễ dàng như vậy đâu. Vậy phải bao lâu? Sắc mặt Hỏa Hoàng trầm xuống. Cái này cần nhìn tâm tình tốt mà nói, nửa tháng, tâm tình không tốt, nói không chừng đến 3-5 năm. Tiêu Phàm nói ra, Hỏa Hoàng thiếu chút nữa thì muốn nổi giận, chỉ là cỗ hàn khí trong lòng khiến tinh thần hắn cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Rất lâu rồi không có loại cảm giác này, hắn muốn nổi giận lại không phát nổi. Dù sao tất cả mọi người đã biết rõ thân thể ngươi có vấn đề, ngươi đại khái có thể đi tìm một luyện dược sư hỏi một chút xem bọn hắn cần bao lâu chữa khỏi bệnh cho ngươi. Nếu như bọn hắn có thể giải quyết, ngươi tìm bọn hắn là được. Giải quyết không được hoặc là thời gian so với ta còn lâu hơn, quay trở lại tìm ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, cái tên gia hỏa này cũng dám cùng Hỏa Hoàng nói chuyện như thế, dù là Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng cũng kinh ngạc không thôi. Hỏa Hoàng tính tình nóng nảy, bình thường thế bọn hắn đều ép không được, hôm nay vậy mà không có tức giận. Tim Y Vân đã sớm nhắc đến cổ họng, Tiêu Phàm gia hỏa này thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Được, nếu như ta phát hiện ngươi gạt ta, lão tử bóp nát ngươi. Hỏa Hoàng phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, hung hăng trừng mắt nói. Tiêu Phàm cảm giác cơ thể mát lạnh, toàn thân không khỏi run run, lão tiểu tử này thực sự là đáng sợ. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng tự tin vô cùng, duỗi tay thản nhiên nói, tiền xem bệnh, 100 vạn trung phẩm hồn thạch. 100 vạn, ngươi đi ăn cướp luôn đi cho rồi. Hỏa Hoàng đã đến biên giới bạo tẩu. Đương nhiên, tiền bối có thể không cho, bất quá lần sau tiền bối trở về, nhớ kỹ mang thêm 500 vạn. Đúng rồi, đây vẫn chỉ là tiền xem bệnh, tiền thuốc men trả khác. Tiêu Phàm nhún vai, một mặt không quan trọng. Sau đó hai tay kết một đạo thủ ấn, một trường vỗ ngực Hỏa Hoàng. Có vết xe đổ, mọi người đã chết lặng, tiểu tử này, chính là đang cố ý kích lửa giận. Một cái kim châm từ trong người Hỏa Hoàng bắn ra, Tiêu Phàm quay người. Vừa đi mấy bước, vừa quay đầu nói, tiền bối lần sau tốt nhất mang thêm một ít hồn thạch, không có tiền xem bệnh, ta sẽ không xem bệnh, coi như giết ta cũng giống vậy, không chừng bồi tiền bối cùng một chỗ xuống Hoàng Tuyền Lộ. Ngươi là một tên tiểu tử khốn kiếp, Hỏa Hoàng bị sự bình tĩnh cùng tự tin của Tiêu Phàm chọc cười, càng nhìn Tiêu Phàm càng phù hợp khẩu vị hắn. Qua nhiều năm như vậy, còn không có ai dám cùng hắn nói chuyện như thế. Ta ngược lại rất hiếu kỳ. Người ngay trước mặt nhiều người như vậy cứu Hỏa Hoàng, chẳng lẽ sẽ không sợ thủ pháp bị người khác học sao? Hoa Hoàng đột nhiên hỏi. Tiêu Phàm bọn hắn chạy tới bên người Y Vân, quay đầu cười nói, đây là thuật cứu người, nếu như có thể học đó là chuyện tốt, học không được cũng không quan trọng. Nghe vậy, Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng, Hoa Hoàng ba người con ngươi khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng có chút khác biệt. Hồi lâu... Hỏa Hoàng cùng binh lính tuần tra nơi xa chậm chạp chạy đến nói mấy câu liền rời đi. Có Hỏa Hoàng bàn giao, những binh lính này ngược lại không tìm Tiêu Phàm gây phiền phức, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm buông lỏng một hơi. Nơi này đường cái cùng kiến trúc đã bị đánh sập, nếu quy đổi thành hồn thạch mà nói sẽ là một con số đáng sợ a. Nếu như đối phương cố ý muốn tìm Tiêu Phàm gây phiền phức, bắt hắn bồi thường, hắn cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao tại Ly Hỏa Đế Đô đánh nhau, hủy hoại đồ vật bình thường đều là bên thắng lợi đến bồi thường, điều này sớm đã trở thành quy củ bất thành văn, bởi vì bình thường mà nói, người thua cũng đã chết. Đám người Ninh Chiết nhìn thật sâu Tiêu Phàm, cuối cùng bất phẫn rời đi. Hiện tại hắn cũng không dám gây bất lợi cho Tiêu Phàm, ai biết rõ Hỏa Hoàng có thể hay không trở về tìm Tiêu Phàm. Đến thời điểm Tiêu Phàm chết, bệnh Hỏa Hoàng không ai trị. Tuyệt đối sẽ tiếp nhận lửa giận vô tận của Hỏa Hoàng. Lâu huynh, Quan huynh, Trần huynh, ta mời mọi người uống rượu, như thế nào? Tiêu Phàm quay đầu nhìn đám người cười cười nói. Được. Lâu Ngạo Thiên sang sảng cười một tiếng. Quan Tiểu Thất cùng Trần Phong cũng tự nhiên sẽ không do dự,
theo Tiêu Phàm đi vào Vân Lai khách sạn. Khóe miệng Y Vân có chút co lại, hắn phát hiện, bản thân vẫn đánh giá thấp Tiêu Phàm. Tên gia hỏa này hôm nay giết nhiều người như vậy, vậy mà một bộ điềm nhiên như không có việc gì. Đang lúc Tiêu Phàm bọn hắn uống rượu, tin tức nơi đây lan truyền nhanh chóng, không đến nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô ngoại thành, thậm chí nội thành cũng không ít người biết rõ tên Tiêu Phàm. Tiêu Phàm này thật là một tên hung ác, động một chút lại diệt tộc người ta, giết sạch một nhà, 17-18 tuổi liền hung ác như thế, lớn lên há không phải càng thêm vô tình. Người ít đánh dám đi, nhân ra đó là tự vệ tốt, nhiều người như vậy vây giết 3-4 người bọn hắn, thua còn nói người ta hung ác, nếu như không hung ác, chết chính là Tiêu Phàm hắn. Không sai, đường đường chiến hoàng trung kỳ đối chiến mấy người chiến vương cảnh, cuối cùng chết trong tay một chiến vương cảnh trung kỳ, chết cũng đáng đời. Muốn trách thì trách nhi tử bất hạnh kia, bình thường ngang ngược càn rỡ, lần này lại đụng vào tấm sắt rồi. Ly Hỏa Đế Đô người cùng gia tộc như vậy đều không ít, hy vọng có thể giáo huấn, về sau đừng có phách lối như thế. Một gian trong tử lâu, âm thanh đám tiếng nghị luận, mặc dù có không ít người trơ trẽn nói Tiêu Phàm tàn nhẫn, nhưng đối với phần lớn người mà nói, bọn hắn cảm thấy Tiêu Phàm làm rất đúng. Dù sao, người ở đây đại bộ phận đều là tu sĩ đến từ Hoàng Triều cùng Vương Triều, địa vị và tài nguyên đều không thể sánh với đế đô. Có người có thể ra mặt cho bọn hắn, việc này tự nhiên là chuyện tốt, không có người nào không ủng hộ. Giờ phút này, tại một dãy cung điện to lớn, một thanh niên nam tử ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng đang ngồi trên một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện. Đầu hắn mang tử kim quan, một mặt uy nghiêm, nghe một nam tử áo đen hồi báo, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Đi xuống đi. Thanh niên khoát khoát tay, bóng đen kia đột nhiên biến mất trong hư không. Tiêu Phàm, có thể trở thành huynh đệ của lão cửu, quả thật có mấy phần bản sự, chỉ là, quá nổi danh cũng không phải là chuyện tốt. Thanh niên không phải người khác, chính là đại ca bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu, Nam Cung Thiên Giật. Nghe thấy tin tức Tiêu Phàm, Nam Cung Thiên Giật nhếch miệng lên một vòng tà dị. Đêm đó, Hỏa Hoàng đi tới luyện dược sư công hội, tìm mấy tên thất phẩm luyện dược sư dò xét, chỉ là tất cả mọi người lắc đầu thở dài. Bệnh Hỏa Hoàng không có cách chữa nào. An Dược Hoàng, người cũng không có biện pháp. Còn người Hỏa Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm một lão giả áo bào xanh năm 60 tuổi. Lão giả áo bào xanh hai mắt hãm sâu, xương trán nhô ra, một mặt siêu nhiên, chỉ là trước mặt Hỏa Hoàng lại không có quá mức tự đại. Bất quá có thể trở thành Dược Hoàng, cũng đủ chứng minh lão giả áo bào xanh cường đại như nào. Dù sao chỉ có thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư mới có tư cách xưng là Dược Hoàng. Hỏa Hoàng, ngươi là chiến hồn chi hỏa quá mức hừng hực, đã ngưng tụ thành hỏa độc, chỉ có đem hỏa diễm chiến hồn quá thừa bên trong rút ra mới có thể giải độc thành công. Áo bào xanh lão giả An Dược Hoàng lắc lắc đầu nói, chính là bản thân cũng không thể làm gì. Đúng vậy, ngài chiến hồn hẳn là bát phẩm, hơn nữa hồn lực thập phần hung bạo. Nhất định phải là người có hồn lực cực mạnh mới có thể giải được hồn lực hỏa diễm của ngài, người bình thường căn bản làm không được. Hỏa Hoàng, An Dược Hoàng đều làm không được, chúng ta những người này vậy thì càng không được. Trừ phi hội trưởng trở về, bằng không, không tới 2 tháng, hỏa độc sẽ tới cốt tủy, cho dù dược thần cũng khó trị. Những người khác ngươi một lời ta một câu, tất cả đều lắc đầu, vẫn không quên thuận tiện vỗ mông ngựa An Dược Hoàng. Sắc mặt Hỏa Hoàng âm trầm vô cùng, mấy người này là thất phẩm luyện dược sư, bọn hắn đều giải quyết không được, tiểu tử khốn kiếp kia thật có thể giải quyết. Cái gì sự tình mà nhất định phải đợi lão hủ trở về mới có thể giải quyết. Đột nhiên, một đạo âm thanh cực kỳ già nua vang lên, đám người nghe thế, nhao nhao quay người nhìn lại. Chỉ thấy tại cửa ra vào, một ông lão mặc áo đen cao gầy đi tới, lão giả gầy trơ cả xương, hạc phát đồng nhan, rất có một bộ tiên phong đạo cốt. Bái kiến hội trưởng, một đám luyện dược sư thấy thế, nhao nhao xoay người bái xuống. Dù là Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng, cũng chắp tay cúi người, nói, gặp qua Hề lão. 3 người Hỏa Hoàng tại Chiến Hồn Học Viện xem như vài nhân vật cao cấp nhất, nhưng trước mặt ông lão mặc áo đen, bọn hắn không dám có bất kỳ tùy tiện gì. Không vì cái gì khác, ông lão mặc áo đen trước mắt chính là một vị bát phẩm luyện dược sư duy nhất tại Đại Ly Đế Triều. Dù là Đại Ly Đế chủ nhìn thấy cũng phải đối đãi bình đẳng. Ai cũng không biết hắn sống bao nhiêu năm tháng,
phần lớn mọi người đều gọi hắn là Hề Lão, dù là Hỏa Hoàng cùng Hoa Hoàng ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể coi là tiểu bối. Lúc hai người bọn hắn tuổi còn trẻ gặp được Hề Lão là bộ dáng này. Hiện tại bọn hắn lớn tuổi rồi, Hề Lão vẫn là bộ dáng này. Trong mắt tu sĩ khác, Hề Lão đã là thần tiên. Hơn nữa, ai cũng không biết Hề Lão là tu vi gì, chỉ là có nghe đồn, Hề Lão ít nhất là chiến đế cảnh, thậm chí khả năng đạt tới chiến thánh cảnh giới trong truyền thuyết. Các vị khách khí. Hề Lão khoát khoát tay, suy ngẫm vuốt chòm râu trắng dài, nói, vừa rồi các ngươi nói sự tình gì giải quyết không? Hề Lão, là sự tình của ta. Hỏa Hoàng cười khổ một tiếng, sau đó đem tình huống nói rõ chi tiết một lần. Để Lão Hủ nhìn xem. Xem như một luyện dược sư, đối với đủ loại kỳ nan tạp chứng cũng cảm thấy hết sức hứng thú. Hơn nữa, đạt tới cảnh giới Hề Lão, ít khi có vấn đề hắn giải quyết không được. Hề Lão ngồi ở bên cạnh bàn, chạm lấy mạch đập Hỏa Hoàng, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng. Sau nửa ngày, Hề Lão buông tay Hỏa Hoàng ra, đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Hỏa Hoàng vô cùng khẩn trương, thử thăm dò hỏi, Hề Lão, thế nào? Các ngươi có ý kiến gì không? Hề Lão không trả lời Hỏa Hoàng, ngược lại nhìn về phía mấy người luyện dược sư trong luyện dược sư công hội, rất có ý vị khảo cứu. Hề Lão, chúng ta vừa mới đều xem qua, đạt được một cái kết luận, Hỏa Hoàng là do nguyên nhân bởi chiến hồn, sinh ra một loại hỏa độc. Hỏa độc lan rộng toàn thân, chúng ta chỉ có thể tạm thời áp chế, nhưng muốn triệt để trị tận gốc, tạm thời không có cách nào. An Dược Hoàng trước tiên mở miệng nói, mang trên mặt mấy phần tự tin. Hỏa độc ngược lại rất dễ giải quyết. Hề Lão lắc đầu nói, sắc mặt An Dược Hoàng cứng đờ, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Hỏa Hoàng, qua ba ngày, nửa đêm, ngươi có phải toàn thân rét run hay không, chiến hồn đều ngăn cản không nổi cỗ rét lạnh đó. Hề Lão nhìn Hỏa Hoàng nói. Hỏa Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng cũng là kinh ngạc vô cùng, câu nói này làm sao quen thuộc như vậy chứ, không phải là trước đó Tiêu Phàm nói qua sao. Chủ yếu nhất là, Hề Lão bắt mạch nửa ngày mới nhìn ra, Tiêu Phàm vẻn vẹn xa xa xem xét sắc mặt liền nhìn ra rồi. Chẳng lẽ tiểu tử kia là bát phẩm luyện dược sư? Trong lòng mấy người Hỏa Hoàng có phần không bình tĩnh, vừa nghĩ tới trước đó xem thường Tiêu Phàm, cho rằng Tiêu Phàm đem thiên phú dùng luyện dược là lãng phí thời gian. Nhưng mà hiện tại xem ra, Tiêu Phàm đem thiên phú dùng tu luyện mới là chân chính lãng phí thời gian. Hề Lão, ngài là nói, cơ thể Hỏa Hoàng còn có vấn đề khác. Trong mắt An Dược Hoàng lóe lên vẻ kinh dị. Hề Lão gật đầu, nói các ngươi nhìn không ra cũng có thể thông cảm được, bất quá, nếu như các ngươi muốn dùng thanh hỏa đan áp chế hỏa độc, vậy liền thập phần sai lầm. Thanh hỏa đan vốn thuộc hàn tính, cố nhiên có thể áp chế hỏa độc, nhưng cũng sẽ tăng tốc độ tăng trưởng của cỗ hàn độc kia trong thân thể Hỏa Hoàng. Cho dù không bị hỏa độc gây thương tích, cũng sẽ bị hàn độc trọng thương, đây là hạ hạ chi tuyển. Đương nhiên, dùng liệt dương châu rút hỏa độc cũng vậy, nhưng một khi nửa đêm, không có hỏa độc áp chế hàn độc cũng sẽ phóng đại, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì đóng băng mất mạng, đây là trung hạ chi tuyển. Hề Lão vừa dứt lời, đám người một trận yên lặng, An Dược Hoàng lại nói, Hề Lão, có thể trước áp chế cỗ hàn độc hay không, sau đó lại tiêu trừ hỏa độc. Hề Lão vẫn lắc đầu như cũ, nói, hàn độc từ một phương diện mà nói, cũng sẽ áp chế hỏa độc, trừ phi cả hai đồng thời tiến hành, bằng không không thể giải quyết vấn đề. Đồng thời tiến hành, đám người nhíu mày, hỏa độc là giữa trưa bộc phát, hàn độc là nửa đêm phát tác. Muốn trị tận gốc, giữa trưa cùng nửa đêm tuyệt đối là thời gian tốt nhất, bởi vì chỉ có tại thời điểm hỏa độc cùng hàn độc chân chính phát tác mới có thể hoàn toàn trị tận gốc. Thế nhưng hai cái này lúc phát tác lại hoàn toàn tương phản, làm sao có thể đồng thời tiến hành a? Thật chẳng lẽ chỉ có tiểu tử kia có thể chữa trị? Hỏa Hoàng tự lẩm bẩm. Hỏa Hoàng, ta xem vẫn nên trở về tìm hắn đi. Hoa Hoàng cũng đề nghị, việc này không thể coi thường, tốt nhất là mau chóng chữa cho tốt. À, có ai có thể chữa cho ngươi? Hề Lão nghe vậy, trên mặt lóe qua vẻ khác lạ. Ai? Hỏa Hoàng thở dài, đem sự tình Tiêu Phàm nói đơn giản một lần. Hề Lão thần sắc không động, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Hề Lão đều không có biện pháp, một thiếu niên 17-18 tuổi lại có thể làm cái gì?
Vẻn vẹn thông qua quan sát liền có thể nhìn ra vấn đề của ngươi. Đây không phải đang gạt đứa trẻ 3 tuổi sao? Hề lão còn chưa mở miệng, An Dược Hoàng khinh thường nói. Bọn hắn nơi này chính là có bát phẩm luyện dược sư, 8 thất phẩm luyện dược sư, vấn đề bọn hắn đều giải quyết không được, một tiểu tử 17-18 tuổi làm sao có thể giải quyết? Vậy cũng chưa chắc. Hề lão đột nhiên mở miệng, hít sâu một hơi nói, chỉ bằng vào hắn vẻn vẹn thông qua quan sát liền có thể nhìn ra vấn đề hỏa hoàng, cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Chí ít, điểm này ngay cả ta đều làm không được, hỏa hoàng, có thể nguyện thay chúng ta dẫn kiến vị tiểu hữu kia không? Gạch nối, cái này, nghe được hề lão nói, hỏa hoàng lập tức lộ ra nụ cười khổ. Làm sao, chẳng lẽ vị tiểu hữu kia không ở Ly Hỏa Đế Đô? Việc này cũng không gấp, tạm thời mà nói, ngươi còn có 2 tháng. Hề lão an nguy nói. 2 tháng sao, trong lòng hỏa hoàng một cái lộp bộp, tiểu tử kia rốt cuộc lại nói đúng. Hề lão, tiểu tử kia ở ngay tại Ly Hỏa Đế Đô, chỉ là bởi vì ta không tin hắn, hắn muốn lúc ta muốn tìm hắn phải đích thân đến đó. Hỏa hoàng cười khổ nói. Uy phong thật lớn, An Dược Hoàng lạnh rên một tiếng. Nghe nói như thế, hề lão liền không vui, ngữ khí hơi trầm xuống nói, tiểu An, luyện dược sư vốn là nghề nghiệp tôn quý, bệnh nhân tự thân đến thăm bệnh lại như thế nào, những người khác tìm ngươi xem bệnh, không phải cũng là đến luyện dược sư công hội sao? Hề lão giáo huấn đúng, tại hạ càn rỡ. Trong lòng An Dược Hoàng lộp bộp một cái, liền vội vàng khom người một xá. Hắn lúc này mới nghĩ đến, bản thân lúc bình thường cũng là tác phong này. Tại luyện dược sư công hội, hắn có thể không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, nhưng trước mặt hề lão, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí, trừ phi một ngày kia hắn có thể vượt qua hề lão. Hỏa hoàng, còn lo lắng cái gì, còn không mang lão hủ đi nhận biết vị tiểu hữu này. Hề lão tựa như đã có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được Tiêu Phàm. Được, hỏa hoàng nào dám chần chờ, không vì cái gì khác, đơn giản là vấn đề bản thân hắn, hắn muốn lập tức giải quyết. Lấy tốc độ đám người rất nhanh liền đi tới Vân Lai khách sạn, trừ hề lão ra, Kiếm Hoàng, Hoa Hoàng cùng An Dược Hoàng mấy người cũng đều cùng đến. Hô, một đạo thân hình lóe qua, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài Vân Lai khách sạn, trừ Y Vân còn có thể là ai, trên người hắn tràn ngập mùi rượu nồng đậm. Y Vân nhìn thấy Hỏa Hoàng trở về, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nguyên bản ánh mắt mê ly, trong nháy mắt thanh tỉnh hơn nhiều. Y Vân tham kiến Hỏa Hoàng. Kiếm Hoàng, Hoa Hoàng tiền bối. Y Vân hơi hơi thi lễ, dư quang đánh giá đám người hề lão. Hắn phát hiện, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu đám người hề lão, chủ yếu nhất là, Hỏa Hoàng bọn hắn nhìn về phía hề lão ánh mắt còn mang theo vẻ tôn kính, Y Vân trong lòng hơi kinh hãi. Có thể làm cho Hỏa Hoàng đều thận trọng đối đãi như thế, thân phận lão nhân tóc trắng sợ là cực kỳ không đơn giản. Y Vân mặc dù thân phận bất phàm, nhưng chỉ giới hạn ở ngoại thành mà thôi, những thất phẩm luyện dược sư này hắn làm sao có thể nhận biết. Y Vân, Tiêu Phàm tiểu tử kia ở đâu? Hỏa Hoàng tức giận nói. Nấc, Y Vân đánh cái ợ rượu, nói Tiêu lão đệ hắn đã uống say. Hừ, Hỏa Hoàng lập tức giận tím mặt, lão tử bây giờ bị ngươi dọa liền ngủ đều ngủ không được, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, vậy mà tại uống rượu, còn uống say bí tỉ. Hỏa Hoàng đẩy Y Vân ra. Hướng thẳng đến trong khách sạn đi đến. Hồn lực quét qua, trong nháy mắt phát hiện Tiêu Phàm, cơn giận dữ hướng về biệt viện Tiêu Phàm đi đến. Giờ phút này, Tiêu Phàm, Phong Lang, Quan Tiểu Thất, Lâu Ngạo Thiên cùng Trần Phong cũng đã say mơ mơ màng màng, nằm trên đồng cỏ trong viện hứng gió mát. Chỉ có Tiểu Kim quét sạch mỹ vị còn trên bàn, nhìn thấy số đạo thân ảnh tới gần, Tiểu Kim trực tiếp ngã trên mặt đất, khò khè ngáy lên. Nhìn thấy một màn này khóe miệng đám người Hỏa Hoàng giật một cái, một đầu sư tử vậy nhạy bén như thế, nguyên lai lửa giận, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Băng hỏa xà lân quả, đi tới bên trong biệt viện, An Dược Hoàng nhún cái mũi đã nghe ra trong không khí tràn ngập mùi thơm. Ta làm sao trước kia liền không có nghĩ tới chứ, băng hỏa xà lân quả dùng để ngâm rượu, mới có thể phát huy chân chính dược hiệu. Một luyện dược sư cảm thán nói. Hoa Hoàng. Làm phiền ngươi làm bọn hắn tỉnh lại. Hỏa Hoàng vốn định nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, ai kêu mình là đi cầu người ta. Hoa Hoàng gật đầu phất tay, từng đóa hoa tươi sán lạn tại hư không nở rộ,
bên trong biệt viện trong nháy mắt biến thành một mảnh biển hoa, lộng lẫy, xa hoa. Đinh linh linh một trận âm thanh thanh thúy vang lên, vô số hoa tươi đột nhiên vỡ nát, hóa thành từng đạo hồng mang, rót vào thể nội Tiêu Phàm bọn hắn. Thơm quá, Tiêu Phàm, Quan Tiểu Thất mấy người một cái Lý Ngư đả đính, bỗng nhiên đứng dậy, đề phòng nhìn chằm chằm bên ngoài viện. Vị nào là Tiêu Phàm tiểu hữu? Ánh mắt Hề lão liếc nhìn mấy người Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, nhìn về phía Hề lão Hạc Phát Đồng Nhan, bản thân có vẻ như không biết hắn mà, kêu mình làm cái gì, thật vất vả mới say một trận, lại đem chúng ta làm tỉnh lại. Tiểu tử ngươi còn chưa ra gặp Hề lão. Hỏa Hoàng nhìn thấy Tiêu Phàm bất phi sở động, lập tức nhe răng trợn mắt. Hề lão, một bên Y Vân nghe vậy, một điểm chênh choáng cuối cùng cũng biến mất không còn một mảnh. Hắn chỉ nghe nói qua Hề lão, đây chính là truyền kỳ Đại Ly đế triều đấy. Chẳng lẽ chính là vị trước mắt này? Nghĩ vậy, sắc mặt Y Vân hồn nhiên nghiêm một chút. Hỏa Hoàng tiền bối, ta nói, lần sau tới tìm ta, nhớ kỹ mang 500 vạn trung phẩm hồn thạch, không biết ngươi có mang đến không? Tiêu Phàm cười nhạt nói, cũng không sợ Hỏa Hoàng phản giận. 500 vạn trung phẩm hồn thạch, ngươi là đang dọa dẫm sao? Tuổi còn trẻ không được việc chính đáng, ngươi nếu thật có thể giải quyết vấn đề của Hỏa Hoàng, cho ngươi 500 vạn thì như thế nào? Không đợi Hỏa Hoàng mở miệng, An Dược Hoàng liền không nhịn được quát mắng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, rất khó chịu giọng điệu An Dược Hoàng, nói chẳng lẽ các ngươi cho người khác xem bệnh không lấy tiền sao? Huống chi, tuổi còn trẻ không có nghĩa là không có năng lực, ngược lại có chút người lâu, lại ưa thích tự cho là đúng. Tiểu tử, ngươi là đang nói chuyện cùng ta sao? Sắc mặt An Dược Hoàng trầm xuống, phóng nhãn khắp Ly Hỏa Đế đâu còn không người nào cùng hắn nói chuyện như thế. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi nếu như có thể giải quyết vấn đề Hỏa Hoàng, cần gì phải tới tìm ta? Tiêu Phàm thản nhiên nói. An Dược Hoàng ngậm miệng không nói gì, vấn đề của Hỏa Hoàng hắn đều không nhìn ra, há không phải không bằng một tên tiểu tử. Việc này nếu truyền đi, đối với thanh danh hắn tuyệt đối là một đả kích lớn. Đến để ta xem bệnh, liền phải theo quy củ của ta. Tiêu Phàm tiếp tục nói, Hỏa Hoàng tiền bối, trước đó ta đã nói với ngươi, tiền xem bệnh 100 vạn, ngươi không nguyện ý, có thể trách đến ai đây? Nơi này là 800 vạn. Hỏa Hoàng bất đắc dĩ, đành phải xuất ra một tấm hồn thạch tạp ném cho Tiêu Phàm. Vậy thì cảm ơn Hỏa Hoàng tiền bối. Tiêu Phàm lập tức lộ ra một bộ tiểu nhân đắc chí, khuôn mặt tươi cười. Chỉ cần Hỏa Hoàng muốn chữa bệnh, hắn tuyệt đối sẽ không để cho tính mạng mình bị uy hiếp. Tiểu tử, ta hiện tại ngược lại là muốn nghe xem, ngươi nói khoác mà không biết ngượng như thế nào, làm sao có thể giải quyết vấn đề Hỏa Hoàng. Thần sắc An Dược Hoàng lạnh lùng nói. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi nghe, ngươi là ai thế? Tiêu Phàm căn bản không ưa An Dược Hoàng. Tự cho là thiên hạ đệ nhất, đại gia có thể trị hết bệnh của Hỏa Hoàng hay không, liên quan gì đến ngươi? Tiêu Phàm, không được vô lễ, vị này là An Dược Hoàng. Sắc mặt Hỏa Hoàng trầm xuống nói, An Dược Hoàng dù sao cũng là thất giai đỉnh giai luyện dược sư, cho dù là hắn cũng không muốn đắc tội. Dược Hoàng có cái gì hay? Dược Hoàng liền có thể không coi ai ra gì sao? Dược Hoàng liền có thể một bộ ta là đại gia sao? Tiêu Phàm mặt coi thường. Ta trước đó nói, bệnh này phải xem tâm tình ta, tâm tình tốt, nửa tháng giúp ngươi chữa khỏi, tâm tình không tốt, thật xin lỗi, ta không trị. Nói đến đây, Tiêu Phàm con ngươi liếc An Dược Hoàng, nói, có hắn, ta tâm tình không tốt, ngươi tự xem xử lý như thế nào. Gạch nối, có hắn, ta tâm tình không tốt, ngươi tự xem xử lý như thế nào. Đây là muốn xua đuổi An Dược Hoàng sao? Lúc An Dược Hoàng nghe thấy câu này, Tiêu Phàm bọn hắn tự nhiên không để ở trong lòng, nhưng trong lòng Y Vân thì chấn động vô cùng. An Dược Hoàng, đây chính là Dược Hoàng đó, hoàng giả bên trong luyện dược sư, thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư. Nhưng mà, Tiêu Phàm mặt coi thường còn nói câu kia, Y Vân đã sớm mắt trợn tròn, tiểu tử này thực sự là hoàn toàn phách lối như trước đây. Hỏa Hoàng vô cùng khó xử, hắn rất muốn chữa bệnh, nhưng lại không muốn đuổi An Dược Hoàng đi. Tiểu An, người trước đi ra. Hề lão một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt Hỏa Hoàng lộ ra vẻ cảm kích. Nơi này, An Dược Hoàng có thể ghi hận bất luận kẻ nào, nhưng không dám ghi hận Hề lão.
hai người địa vị và thực lực chênh lệch cách xa, cho dù ghi hận cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong lòng An Dược Hoàng cảm giác nặng nề, lạnh lùng liếc mắt chừng Tiêu Phàm, hất áo bào, hừ lạnh một tiếng rời đi. Tiểu Hữu, bây giờ có thể nói a? Hề lão cười nhạt một cái nói, hắn cũng không bởi vì Tiêu Phàm phách lối mà tức giận, ngược lại lộ ra một tia hân thưởng. Người trẻ tuổi, nghe con mới sinh không sợ cọp, huống chi, lúc đầu cũng là An Dược Hoàng không đúng trước, coi Tiêu Phàm tuổi còn trẻ liền có thể không nhịn được châm chọc. A Hề lão vừa dứt lời, Hỏa Hoàng đột nhiên một tiếng hét thảm, thân thể trong nháy mắt cuộn tròn núp ở cùng một chỗ, bắt đầu ở mặt đất lăn lộn. Ngay sau đó, một cỗ hàn khí đáng sợ từ trên người hắn tản ra, đám người bị một màn này giật mình. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên, lật tay, một cây long văn kim châm trong tay hắn rung động theo một đạo trưởng ấn đánh ra, kim châm trong nháy mắt chui vào bên trong ngực Hỏa Hoàng. Thời gian không đến hai cái hô hấp, cổ hàn khí kia lặng yên biến mất, Hỏa Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, có loại cảm giác sống lại sau khi chết. Mỗi lần hàn độc tập kích, hắn đều có cảm giác rơi vào hầm băng vạn năm, thân thể đều không thể sai khiến. Cái này, nhìn thấy Tiêu Phàm dùng một cây kim châm liền ngừng hàn độc trong người Hỏa Hoàng, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, dù là Hề lão cũng không ngoại lệ. Tiêu Phàm tiểu hữu, người đây là thủ pháp gì? Hề lão nhịn không được hỏi, những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò. Không có cách xưng hô cụ thể. Tiêu Phàm lắc đầu, Huyền Hoàng cửu châm cũng là bí mật, tự nhiên sẽ không nói ra, bất quá lại sợ mấy người không tin, lại giải thích nói, ta chỉ là đả thông toàn thân kinh mạch và huyệt vị mà thôi, để hỏa độc cùng hàn độc dung hội tại cùng một chỗ. Hàn độc cùng hỏa độc có thể áp chế lẫn nhau, dung hội quán thông, xác thực làm được. Một tên hôi bào luyện dược sư mở miệng. Chỉ là kể từ đó, cũng không thể giải quyết triệt để hỏa độc cùng hàn độc, mặc dù tạm thời cân bằng, nhưng cân bằng này một khi bị đánh vỡ, vậy coi như càng thêm hung hiểm. Một lam bào luyện dược sư khác lại lắc đầu nói. Nếu như đem hỏa độc cùng hàn độc dẫn xuất bên ngoài cơ thể thì sao? Tiêu Phàm nói ra. Cho dù dẫn xuất bên ngoài cơ thể ngươi cũng không thể đồng thời tiến hành, hơn nữa, hỏa độc trong chiến hồn căn bản không có khả năng bị dẫn ra. Hồi bào luyện dược sư phủ định nói. Hề lão trầm mặc không nói, giống như đang suy tư điều gì, chỉ là vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra làm sao đem hai loại độc đồng thời rút ra. Ai nói nhất định phải đồng thời tiến hành, Tiêu Phàm cổ quái nhìn mấy người nói, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí. Những người khác nhao nhao nhìn Hề lão, bởi vì lời này là Hề lão nói ra, bọn hắn liền coi là đạo lý chính xác. Hề lão lại một chút cũng không xấu hổ, nhìn Tiêu Phàm nói, nếu như không đồng thời tiến hành mà nói, tất nhiên sẽ gia tốc một loại độc khác tăng trưởng, phản công sẽ càng thêm lợi hại. Điều này nói là không sai, nhưng đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ hai điểm. Tiêu Phàm gật đầu, hắn thấy khí độ Hề lão mới là chân chính bất phàm. Lập tức lại nói, điểm thứ nhất, hỏa độc cùng hàn độc là sinh ra như thế nào, điểm thứ hai, chính là tiêu trừ độc tố như thế nào. Nếu như ta nhìn không sai, hàn độc hẳn là thiên sinh, cùng thể chất Hỏa Hoàng tiền bối có quan hệ, trước khi Hỏa Hoàng tiền bối thức tỉnh chiến hồn, thể chất có phải thập phần gầy yếu, thường xuyên phát bệnh hay không? Người điều này cũng biết, Hỏa Hoàng cổ quái nhìn Tiêu Phàm, như có loại cảm giác bị xem thấu. Điểm này không sai. Hề lão cũng gật đầu, điều này cùng đáp án của hắn kết luận giống nhau như đúc. Vậy thì đúng rồi, chiến hồn sau khi giác tỉnh. Bởi vì chiến hồn Hỏa Hoàng tiền bối là hỏa thuộc tính, vì khu trừ thể nội hàn độc, chiến hồn không ngừng sinh ra lực lượng thuộc tính hỏa áp chế hàn độc. Đáng tiếc, thiên sinh hàn độc quá ương ngạnh, chẳng những hàn độc không có tiêu tán, ngược lại khiến lực lượng chiến hồn ngưng tụ thành một loại hỏa độc. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Vậy phải như thế nào tiêu trừ độc tố? Hồi bào luyện dược sư lại hỏi, có vẻ hơi bức thiết. Tự nhiên là dẫn ra. Tiêu Phàm cười thần bí nói, ở đây các vị đều gặp triều tịch rồi chứ. Triều tịch cùng cái này có quan hệ gì? Một đám luyện dược sư không hiểu ra sao. Chỉ có ánh mắt Hề lão tỏa sáng, đột nhiên hướng về Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói, nghe quân nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Lão nhân gia, người thi lễ ta không chịu được đâu. Tiêu Phàm vội vàng trốn sang một bên, hắn cảm giác lão giả này là bất phàm nhất, An Dược Hoàng đều kiêng kỵ. Tiêu Phàm chỗ nào còn không biết thực lực lão trên một đường luyện dược,
Tiêu Phàm tự nhiên không dám khinh thường. Hề lão, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người một mặt bảo bảo hiếu kỳ ánh mắt nhìn Hề lão nói. Tiêu Phàm tiểu hữu, lão hủ đem suy nghĩ trong lòng nói ra, nếu như không đúng, mong rằng chỉ ra chỗ sai. Hề lão hiền lành cười nói, Tiêu Phàm cười không nói, cũng coi là ngầm thừa nhận. Thanh âm Hề lão vang lên lần nữa, lão hủ trước đó chỉ muốn để hỏa độc cùng hàn độc hoàn toàn chiếm thượng phong, lại là không có phát hiện, hai loại độc tố tranh đấu lẫn nhau lại là một quá trình. Có thời điểm, hỏa độc chiếm thượng phong, cũng có thời điểm, hàn độc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hai loại tình huống tại giữa trưa và nửa đêm đạt tới đỉnh phong. Nhưng nếu như tại thời điểm hỏa độc chuẩn bị áp chế hàn độc, đem hỏa độc chậm rãi bóc ra thì sao? Quá trình mặc dù rất chậm, nhưng sẽ không khiến cho một loại độc khác mãnh liệt phản công. Mà thời gian tốt nhất để bóc ra độc tố chính là thời điểm thủy triều lên xuống. Nói đến cuối cùng, ánh mắt Hề lão nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập một tia hào quang dị dạng, luyện dược sư khác lộ ra một bộ hiểu rõ, trong lòng có chút xấu hổ. Biện pháp này lại bị một tiểu tử 17-18 tuổi nghĩ ra được, mà bọn hắn chỉ biết theo phong trào. Tiêu Phàm tiểu hữu, không biết lão hủ nói có đúng không? Hề lão cười hỏi. Đúng, đúng. Tiêu Phàm cười nói, sau đó nhìn Hỏa Hoàng liếc mắt, nói, Hề lão, vậy chuyện này liền phiền phức các ngươi. Mặt khác, Hỏa Hoàng tiền bối, ngươi nói chuyện cần phải chắc chắn. Ta nói cái gì? Hỏa Hoàng hận không thể một bàn tay chụp chết Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì thề thốt phủ nhận. Hiện tại Hề lão biết rõ biện pháp, hắn đối với Tiêu Phàm thái độ cũng liền biến mất mấy phần. Tiêu Phàm ha ha cười, cười thập phần hèn mọn. Ai, còn thực sự là trò giỏi hơn thầy. Hỏa Hoàng, lão hủ lực bất tòng tâm a. Hề lão đột nhiên lắc lắc đầu nói. Hỏa Hoàng lập tức mắt trợn tròn, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía luyện dược sư khác. Luyện dược sư khác cúi đầu, mặc dù bọn hắn biết rõ như thế nào tách ra hai loại hỏa độc, nhưng không cách nào chỉ tận gốc. Hỏa độc là đến từ chiến hồn, phàm là dính đến chiến hồn, bọn hắn căn bản không dám chạm. Hỏa Hoàng cũng rốt cục biết rõ vì sao Tiêu Phàm sẽ cười hèn như vậy, bởi vì hắn biết, dù là Hề lão bọn hắn biết rõ phương pháp, cũng chỉ có hắn mới có thể giải độc. Hỏa Hoàng, người còn chắc chắn, Tiêu Phàm ti tiện nói. Hỏa Hoàng tức dựng râu trừng mắt, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói, chắc chắn. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn nhóm Hỏa Hoàng rời đi, trên mặt một tia tiếu dung, tựa như âm mưu đạt được. Mặc dù hắn có phương pháp lập tức chữa cho Hỏa Hoàng, nhưng Tiêu Phàm không phải người ngu. Chỉ cần bệnh Hỏa Hoàng còn chưa chữa tốt, hắn sẽ cố gắng bảo hộ an nguy Tiêu Phàm. Có một tấm hộ thân phù. Tiêu Phàm chỗ nào còn không vui vẻ. Dù sao, đắc tội cũng không chỉ là Vương Đạo Minh cùng Đế Minh, còn có người sau lưng hai đại đồng minh. Hề lão lúc rời đi cố ý mời Tiêu Phàm gia nhập luyện dược sư công hội, Tiêu Phàm trực tiếp xuất ra lệnh bài khách khanh luyện dược sư công hội Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Hề lão cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Chỉ cần Tiêu Phàm là người luyện dược sư công hội là được, có lẽ về sau sẽ có cơ hội gặp mặt hội bàn. Đêm đó, Tiêu Phàm ngủ thập phần an ổn. Ngày thứ hai, Lâu Ngạo Thiên cùng Trần Phong hai người rời đi, Tiêu Phàm không giữ lại, bọn họ đều là đến tham gia khảo hạch chiến hồn học viện, về sau còn thường xuyên gặp mặt. Buổi trưa, Tiêu Phàm đi một chuyến đến mật thất, phát hiện Sở Khinh Cuồng đã tỉnh. Tiêu Phàm điều tra thương thế của hắn, phát hiện độc tố toàn bộ khu trừ, chiến hồn, hồn hải cùng kinh mạch cũng không có bất cứ vấn đề gì, Tiêu Phàm liền rời đi. Rời đi trước đó, Tiêu Phàm để lại một câu nói, nhớ kỹ người đáp ứng ta việc gì. Sở Khinh Cuồng im lặng gật gật đầu, người khác sợ không thể nổi danh, Tiêu Phàm ngược lại vậy mà rất sợ nổi danh. Đối với ý nghĩ trong lòng Sở Khinh Cuồng, Tiêu Phàm tự nhiên không biết. Hắn sở dĩ không muốn quá nổi danh là bởi vì hắn chỉ là một thất phẩm luyện dược sư 17 tuổi, có thể xa xa so với chiến vương hậu kỳ 17 tuổi muốn rung động hơn rất nhiều. Một đoạn thời gian tiếp theo, Tiêu Phàm một mực đi tới đi lui tại Vân Lai khách sạn cùng sinh tử đấu trường. Buổi xế chiều bên trên sinh tử đấu trường, Tiêu Phàm một mực ức chế lấy tu vi, bảo trì tại chiến vương trung kỳ, người bình thường cũng căn bản nhìn không ra thực lực chân chính của hắn. Không đến thời gian nửa tháng, U Linh thắng trận đã đột phá 75 trận, tới hiện tại, mới vẻn vẹn qua 2 tháng mà thôi. Nửa tháng, Tiêu Phàm một mực lĩnh ngộ phong thế. Phong thế đệ nhị trọng đã viên mãn,
nhưng khoảng cách đệ tam trọng vẫn không bắt được cái gì. Tiêu Phàm càng ngày càng mạnh, sinh tử đấu trường có người lo lắng, có người cao hứng. Lo lắng dĩ nhiên chính là đại trưởng lão, danh hào mầm móng dạ la dưới tay hắn vừa mới đột phá 93 trận mà thôi. Cứ tốc độ như vậy, chỉ cần U Linh không chết, liền có thể siêu việt dạ la, đến lúc đó rất có thể an bài dạ la cùng U Linh chiến một trận. Trước kia lòng tin hắn đối với U Linh là hoàn toàn không có, nhưng hắn phát hiện U Linh tiến bộ quá nhanh. Hơn nữa, còn có hơn 20 trận tôi luyện, một khi đột phá chiến vương đỉnh phong, dạ la chưa chắc là đối thủ của hắn. Một phương diện khác, tam trưởng lão kích động lại dầu dỉ, hắn rất hy vọng U Linh cùng Thiên Tàn đều có thể thắng lợi trăm trận, nhưng chàng chủ chỉ cần một người. Có khả năng rất lớn, sẽ đem U Linh cùng Thiên Tàn, hoặc là dạ la cùng Thiên Tàn an bài tại trận thứ 100. Buổi sáng cùng trạng vạng tối, chính là thời gian thay Hỏa Hoàng giải độc. Hỏa Hoàng mặc dù khó chịu Tiêu Phàm, nhưng cũng không thể làm gì, mỗi ngày đều sẽ đến đúng giờ. Thời gian nửa tháng, Hỏa Hoàng rốt cuộc không có bị hỏa độc cùng hàn độc quấy nhiễu, đây cũng là điều khiến hắn tuyệt đối cao hứng. Tốt rồi, Hỏa Hoàng tiền bối, về sau không cần mỗi ngày tới, 3 ngày tới một lần. Tiêu Phàm từ bên trong thân thể Hỏa Hoàng lấy ra Long Văn Kim Châm nói. Quá trình tách hỏa độc cùng hàn độc đối với Tiêu Phàm mà nói cũng là một loại việc tốn thể lực, thập phần gian nan. Bất quá, Tiêu Phàm cũng phát hiện, quá trình mặc dù rất khó nhưng hồn lực hắn lại có tiến bộ rất lớn, đây cũng là nguyên nhân hắn chuẩn bị mở một tiệm thuốc. Đã có thể chữa bệnh kiếm tiền, lại có thể tu luyện hồn lực, cớ sao mà không làm. Đây là hiệp nghị bất động sản của những tòa nhà đối diện Vân Lai khách sạn. Hỏa Hoàng tiện tay ném lại một phần văn bản hiệp nghị, liền đi ra cửa. Tiêu Phàm tiếp nhận văn bản hiệp nghị, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Hỏa Hoàng tiền bối, người đem cả tòa lâu đều mua xuống sao? Đừng cao hứng quá sớm, nếu không đem ta chữa cho tốt, trước khi chết ta sẽ chụp chết ngươi. Hỏa Hoàng ra cửa ra vào, nhếch miệng cười nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái. Hỏa Hoàng này chính là tính khí nóng nảy, cái gì khác đều tốt, hơn nữa rất rõ ràng là một người miệng cứng thiện tâm. Cả tòa lâu không nhỏ, đầy đủ dùng, cũng nên hảo hảo thiết kế một chút. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng nói. Tiêu huynh đệ, sự tình gì mà cao hứng như vậy? Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm Hướng Vinh, đi theo là Y Vân. Hai người vừa dứt lời, liền đã đi tới trong phòng. Y Vân nhìn hiệp nghị trong tay Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, Tiêu lão đệ, người đem những tòa nhà đối diện mua rồi. Không phải ta, là Hỏa Hoàng mua. Tiêu Phàm cũng không có giấu giếm, dù sao muốn mở tiệm thuốc, có thể còn nhờ Y Vân hỗ trợ đây. Không hổ là Hoàng Phủ Chiến Hoàng, không phải người bình thường. Bất quá, Tiêu huynh đệ có thể chữa bệnh cho Hỏa Hoàng, cũng chỉ trị giá cái này thôi sao. Hướng Vinh cảm thán nói. Cùng là trưởng lão chiến hồn học viện, khác biệt này không phải lớn bình thường. Tam gia, qua chút thời gian nữa, làm phiền ngươi tìm người thay ta sửa sang một cái. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, hắn cũng không nghĩ đến Hỏa Hoàng trực tiếp mua một tòa nhà. Điều này đơn giản, giao cho ta đi, về sau chúng ta là hàng xóm. Không cần Tiêu Phàm nói, Y Vân cũng chuẩn bị xung phong nhận việc, dạng nhân tình này, không thể khôn lừa một cái. Vậy thì cảm ơn Tam gia. Tiêu Phàm cười cười, sau đó nhìn về phía Hướng Vinh nói, Hướng lão, việc kia chúng ta hãy bắt đầu đi, ngồi ở đây. Hướng Vinh nghe vậy, toàn thân run lên kích động tới cực điểm, chờ 2 tháng, rốt cục chờ đến giờ phút này. Thả lỏng, quá trình sẽ rất nhanh. Tiêu Phàm kêu lên, lật tay lấy ra một cây Long Văn Kim Châm, một hòn đá màu đen, còn có một viên Liệt Dương Châu. Tam gia. Làm phiền ngươi cầm viên Huyền Hải băng phách, thôi động hàn khí bên trong, bảo vệ tâm mạch Hướng lão. Tiêu Phàm đem hòn đá màu đen ném cho Y Vân nói. Đây là Huyền Hải băng phách, Y Vân một mực hoài nghi hòn đá màu đen không đơn giản, nào nghĩ đến cái đồ vật này vậy mà không đơn giản như vậy chứ. Lạnh quá, tiếp nhận hòn đá màu đen, Y Vân không khỏi lạnh run, bất quá vẫn dựa theo Tiêu Phàm nói mà làm. Tiêu Phàm lấy ra mấy chục vạn trung phẩm hồn thạch trong phòng, sau một khắc, Long Văn Kim Châm trong tay hướng về bên trong hồn hải Hướng Vinh đâm tới. Phốc, một tiếng vang giòn, chỉ một thoáng,
Y Vân toàn thân tỏa ra một cỗ hỏa diễm ngập trời. Tại đỉnh đầu hắn hiện lên một đầu tử sắc cự loan. Tại chỗ phía trên tử loan còn thiêu đốt hỏa diễm tử kim sắc, chỉ là tử sắc từ từ càng ít, kim sắc chậm rãi biến nhiều, giống như một mặt trời lúc bình minh. Thực sự là bát phẩm chiến, hồn hạo dương điểu. Con người Y Vân co rụt lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nồng đậm. Hướng lão, nhìn xuống, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, lấy ra liệt dương châu, thôi động hỏa diễm cuồn cuộn trong đó, hướng về tử loan mãnh liệt đi. So với uy lực hỏa diễm trước đó, bây giờ liệt dương thạch lại càng đáng sợ rất nhiều, bởi vì nửa tháng này đến nay, liệt dương thạch một mực hấp thu hỏa độc bên trong hỏa hoàng. Quanh một tiếng, vị trí biệt viện Tiêu Phàm bị đốt cháy hầu như không còn. Phong Lang cùng Tiểu Kim bên ngoài tiểu viện thấy thế, cấp tốc hướng nơi xa thối lui, hỏa diễm đáng sợ phóng lên tận trời, giống như một đóa mây hình nấm. Ân, trên không trung, hỏa hoàng vốn chuẩn bị về nội viện thấy thế, bỗng nhiên quay người, sau đó lần nữa hướng về Vân Lai khách sạn phóng đi. Gạch nối, hô hô, trong sân, ánh lửa trùng thiên, khí tức cuồng bạo tràn ngập bốn phương tám hướng, bên trong liệt dương châu cuồn cuộn lực lượng hỏa diễm, hướng về tử loan mãnh liệt đi. Thời điểm hỏa diễm đốt cháy tử loan, mặt đất mấy chục vạn trung phẩm hồn thạch đột nhiên hóa thành hồn lực cuồn cuộn bị tử loan hấp thu, tử loan căn căn đang nhanh chóng thuế biến, hiện ra hào quang màu vàng óng. Nhìn từ đằng xa đến, một hỏa điểu 10 trượng ở trên không kêu to, thiêu đốt cả mảnh trời, dù là ngoài mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra, tu sĩ ở Vân Lai khách sạn đã sớm phát hiện động tĩnh nơi đây, nhao nhao đi tới. Phụ cận không ít tu sĩ cũng kịp thời chạy tới, lúc đám người nhìn thấy Hạo Dương Điểu đang chậm rãi thuế biến trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là chiến hồn biến dị, có người kinh hô ra, lộ vẻ khó tin. Không tốt, Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, hắn ngược lại là đánh giá thấp tiếng vọng biến dị tạo thành, dẫn động vô số tu sĩ vây xem. Việc này nếu lan truyền ra ngoài, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ gặp không ít phiền phức. Dù sao, theo người khác là Tiêu Phàm khiến chiến hồn biến dị. Một người nắm giữ năng lực khiến chiến hồn biến dị, vô luận đến đâu cũng đều trở thành đối tượng các đại thế lực tranh đoạt, thậm chí, có thế lực không chiếm được cũng sẽ toàn lực hủy diệt. Tiêu lão đệ, lần này hình như là chơi lớn rồi. Y Vân cũng phát hiện sự tình tính nghiêm trọng. Không có cách nào chỉ có thể tiếp tục. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, liệt dương châu hỏa diễm tiếp tục mãnh liệt cuộn trào ra, rót vào bên trong tử loan. Lông vũ tử loan không ngừng chóc ra, tản mát vàng rực rạng rỡ như một vòng thái dương sáng chói. Tử vũ loan phảng phất một tầng vỏ ngoài, đem Hạo Dương Điểu bao ở trong đó, có loại cảm giác phá kén thành bướm. Trên mặt Hướng Vinh lộ ra vẻ dữ tợn, chiến hồn biến dị thống khổ khiến hắn có loại cảm giác tê tâm liệt phế, cảm giác vô số hỏa diễm thiêu đốt thân thể. Nếu như không phải Y Vân dùng huyền hải băng phách bảo vệ tâm hắn, để Hướng Vinh duy trì thanh tỉnh, chống cự lại cỗ giá lạnh, nếu không đoán chừng hắn cả người đều sẽ bị đốt thành cho tàn. Khó trách Tiêu Phàm nói nắm giữ viên thạch đầu này xác suất thành công đề cao 2 thành, lời này tuyệt đối không giả, hơn nữa hiệu quả xa xa không chỉ 2 phần. Chiến hồn biến dị, bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu, hỏa hoàng từ đằng xa gào thét tới, kinh ngạc nhìn một màn phía xa, trong lòng kinh ngạc không thôi. Lại là tiểu tử này, trên mặt hỏa hoàng lộ ra vẻ cổ quái. Bản thân chân trước vừa đi, ngươi chân sau làm chiến hồn biến dị, hơn nữa náo ra động tĩnh lớn như vậy, đây là muốn chết sao? Bất quá giờ phút này, hỏa hoàng cũng không có quấy rầy, bởi vì Hạo Dương Điểu thuế biến đến thời điểm mấu chốt. Chỉ thấy hỏa diễm cuồn cuộn từ đầu Hạo Dương Điểu quét sạch xuống, hướng toàn thân lan tràn ra, những nơi hỏa diễm đi qua đều lộ ra một mảnh lông chim vàng, lóe ra hỏa diễm khí tức. Đầy trời tử sắc quang vũ chiếu xuống hư không. Sau đó hóa thành vô số điểm sáng màu tím tiêu tán ra. Tại phía trên không trung chỉ có một đầu kim sắc hỏa điểu vỗ cánh, ngửa mặt lên trời thét dài. Thành công, trên mặt Y Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn chưa, một bước mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể sai lầm. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Sau đó, Tiêu Phàm chậm rãi rút cây long văn kim châm trong ngực Hướng Vinh ra. Theo kim châm rời thể, bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu cũng chậm chậm hướng bên trong thân thể Hướng Vinh dũng mãnh lao tới. A Hướng Vinh thê lương thét dài, trên cổ, trên trán,
mạch máu bạo khởi cực đại, loại thống khổ này khiến hắn kém chút phát cuồng. Đừng động, Tiêu Phàm kêu to, nhưng mà Hướng Vinh cũng nhìn không được nữa, giấy giụa lung tung, hồn lực gần như bắt đầu cuồng bạo, hướng hắn bốn phía mãnh liệt đi. Không tốt, sắc mặt Tiêu Phàm biến đổi lớn, thời điểm hồn lực bạo động, Hướng Vinh tuyệt đối sẽ tự bạo mà chết, đến thời điểm chết liền không chỉ là Hướng Vinh, còn có hắn và Y Vân. Nhưng mà, hô, ngay tại thời điểm này, một đạo thân ảnh hỏa bào lấp lóe, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, một bàn tay cực đại nắm bả vai Hướng Vinh, Hướng Vinh uốn động cũng không thể động. Hỏa Hoàng tiền bối, ánh mắt hai người Tiêu Phàm cùng Y Vân sáng lên, kinh hỉ vô cùng. Hỏa Hoàng hung hăng trừng Tiêu Phàm, nhưng khó che đậy vẻ yêu mến. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, bản thân lần này xác thực chơi lớn, cũng may Hỏa Hoàng quay lại, xuất thủ kịp thời. Tiếp tục, Hỏa Hoàng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tam gia, ngươi lui ra phía sau. Tiêu Phàm gật đầu, tiếp nhận viên huyền hải băng phách dùng sức bóp. Huyền hải băng phách đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số hắc sắc quang vũ dung nhập toàn thân Hướng Vinh. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm đem cây long văn kim châm kia triệt để rút ra, chiến hồn hạo dương điểu cấp tốc xông vào trong người Hướng Vinh. Một cỗ sóng nhiệt bắn ra, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, Hướng Vinh nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân lưu chuyển lên từng tia kim sắc hỏa diễm. Phá kén thành bướm, rốt cục thành công, Tiêu Phàm rốt cục buông lỏng một hơi, thân thể lung la lung lay, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Tiểu tử, đây là có chuyện gì? Con người Hỏa Hoàng băng lãnh nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một tia cảm kích, bởi vì hắn phát hiện, có rất nhiều cỗ hồn lực âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Hỏa Hoàng đây là cho bản thân một cơ hội giải thích, bằng không, coi như Hỏa Hoàng giữ được hắn một ngày, cũng không bảo hộ được hắn một đời. Hỏa Hoàng đại nhân, Tiêu lão đệ mệt mỏi, vẫn là ta tới nói đi. Y Vân thấy Tiêu Phàm cho bản thân một cái ánh mắt, sau đó đem việc này từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Ngươi thực có thể cho chiến hồn biến dị. Hỏa Hoàng vẫn là không nhịn được cả kinh nói. Không phải ta có thể cho chiến hồn biến dị, mà là chiến hồn Hướng lão vốn là biến dị, chỉ là thiếu khuyết một cơ hội, ta liền nghĩ trăm phương ngàn kế cho hắn một cơ hội mà thôi. Tiêu Phàm khổ sở nói, nếu như ta có thể cho chiến hồn biến dị liền tốt. Khiến chiến hồn biến dị. Tiêu Phàm có năng lực này nhưng đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận. Huống chi, chiến hồn Hướng Vinh nguyên bản là ở vào trạng thái nửa biến dị, bằng không mà nói, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không giúp hắn chiến hồn biến dị. Hỏa Hoàng nghe vậy lúc này mới thở phào, hắn vừa mới đều muốn đem Tiêu Phàm chộp tới hảo hảo nghiên cứu một phen. Oanh, đúng lúc này, trên người Hướng Vinh đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, hồn lực cuồn cuộn nở rộ mà ra. Hạo Dương Điểu xuất hiện lần nữa, chỉ là ít cỗ chi khí cuồng bạo. Muốn đột phá, Hỏa Hoàng nhíu mày nói. Nói đến cùng, việc này còn phải cảm tạ Hỏa Hoàng tiền bối, nếu như không có hỏa độc của ngươi, hắn cũng không có khả năng tấn thăng thuận lợi như vậy. Tiêu Phàm có nói. À, Hỏa Hoàng hơi ngoài ý muốn, ngươi là nói hỏa độc đối với chiến hồn Hạo Dương Điểu là thuốc bổ. Có thể nói như vậy, bất quá. Giải thích tốt hơn là hồn lực đều là hỏa thuộc tính, vừa lúc đồng nguyên vừa vặn có thể giúp hắn đột phá. Tiêu Phàm giải thích nói, đây cũng là lúc hắn dùng liệt dương châu rút hỏa độc bên trong Hỏa Hoàng, liền nghĩ đến phương pháp này. Hỏa Hoàng không nói chuyện, nhưng trong mắt lại là lóe qua một tia tức giận, tựa như lại nói cái tên gia hỏa này dùng đồ của ta đi cứu người, cũng không nói lão tử một tiếng. Hỏa Hoàng tiền bối, đồ này đối với ngươi mà nói là độc dược. Đối với Hướng lão mà nói lại là thuốc bổ, cớ sao mà không làm đây? Tiêu Phàm cười ha ha nói. Hỏa Hoàng ngậm miệng không nói gì, đành phải vỗ nhẹ nhẹ một cái vào ót Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp tục cười khúc khích. Đám người lặng yên thối lui, có Hỏa Hoàng ở chỗ này, đạo trích bốn phía cũng không dám có động tác. Tu vi Hướng Vinh thẳng tắp lên cao, mấy canh giờ sau thành công đột phá đến chiến hoàng đỉnh phong. Việc này khiến hắn ba ngày cười ăn không ngon, chiến hoàng đỉnh phong, cho dù tại Ly Hỏa Đế Đô cũng là cường giả một phương. Chúc mừng Hướng lão, chiến hồn học viện tương lai mấy năm nữa có lẽ có khả năng thêm một hoàng phủ chiến hoàng. Y Vân cười ha ha một tiếng chúc mừng từ đáy lòng. Trên mặt Hướng Vinh cũng hiện lên nụ cười, nắm giữ bát phẩm chiến hồn tương lai rất có thể trở thành chiến đế,
trở thành hoàng phủ chiến hoàng cường giả tự nhiên không phải việc khó. Đa tạ Tiêu huynh đệ, đa tạ Hỏa Hoàng tiền bối, đa tạ Y huynh. Hướng Vinh hướng về Tiêu Phàm ba người cung kính nói. Không có Tiêu Phàm bọn hắn, Hướng Vinh tuyệt đối không có khả năng biến dị bát phẩm chiến hồn thành công, một lễ này, ba người vui vẻ tiếp nhận. Được rồi, tiểu tử, ba ngày sau ta lại tới tìm ngươi. Đối với Hướng Vinh cảm tạ, Hỏa Hoàng không quan tâm, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Được. Tiêu Phàm gật đầu, hắn biết rõ Hỏa Hoàng cố ý nói lời này là vì trấn nhiếp tâm tư người khác, trong lòng tự nhiên cảm kích vô cùng. Tam gia, biệt viện này ngươi cũng đừng tìm ta bồi thường, tìm Hướng lão đi. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trêu ghẹo nhìn Y Vân nói. Ha ha, ta bồi thường. Hướng Vinh cực kỳ sang sảng. Đừng nói để hắn bồi thường một cái viện khác, chính là bồi thường đến táng gia bại sản cũng không có mảy may do dự. Vốn hắn chỉ là chiến hoàng trung kỳ, bây giờ đột phá chiến hoàng đỉnh phong, về sau hắn sẽ thu hoạch được càng nhiều tài phú cùng tài nguyên tu luyện. Viện tử không cần ngươi bồi thường, xem như ta cho ngươi hạ lễ, ha ha, dù sao trời cũng sắp sáng, hôm nay ngươi nếu không có việc gì liền bồi ta đi chân kỳ đại hội một chuyến. Y Vân cười ha ha. Đúng rồi, hôm nay là chân kỳ đại hội. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Hai ngày trước văn phường chủ đã phái người đến cùng hắn bắt chuyện, hôm nay sẽ phái người tới đón hắn. Sự tình nửa tháng trước, sớm đã khiến danh tiếng Tiêu Phàm vang xa. Văn phường chủ tự nhiên cũng biết rõ, nào còn dám khinh thường Tiêu Phàm. Nhất là Tiêu Phàm còn được Hỏa Hoàng coi trọng, hơn nữa Kiếm Hoàng cũng muốn thu hắn làm đệ tử, chỉ là Tiêu Phàm thích một đường luyện dược. Lúc này mới cự tuyệt. Còn hơn ba canh giờ, tạm thời không vội. Y Vân ngẩng đầu nhìn chân trời mờ mịt cười nói. Như vậy ta tùy ý đi cửa hàng đối diện nhìn xem. Tiêu Phàm nói một câu liền trực tiếp ra phía ngoài đi. Biệt viện bị hủy, Tiêu Phàm cũng không có ý định tiếp tục đợi ở chỗ này. Cũng không phải lãng phí thời gian, mà là hắn thật muốn thử luyện dược một lần, bởi vì hắn phát hiện. Mình ở phương diện chế thuốc thiên phú hoàn toàn không thua gì tu luyện. Mặc dù thực lực là một phương diện, nhưng một tên luyện dược sư thực lực cao siêu càng khiến người ta hoan nghênh. Vừa vặn, Y Vân cùng Hướng Vinh nhìn nhau, hai người cũng vội vàng cùng đi theo. Kiến thức Tiêu Phàm, hai người đã không còn coi Tiêu Phàm là một vãn bối ngốc, mà là bình đẳng kết giao. Bọn hắn tin tưởng, rất nhanh Tiêu Phàm sẽ siêu việt hơn bọn hắn. Không phải là một tòa này ư, tại đối diện Vân Lai khách sạn đi một vòng, mấy người cuối cùng đứng trước mặt một tòa lầu các kim bích huy hoàng, trên mặt hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lầu các có tầng 3, chính là dùng một loại ô thiết mộc cực kỳ hiếm thấy chế tạo thành, trình độ cứng cáp có thể so với thép tinh, giá trị phi phàm. Tại bên ngoài ô thiết mộc, độ một tầng tử kim, xa xa nhìn lại cho người ta một loại đại khí cực kỳ khổng lồ, cảm giác tráng lệ. Trước cửa lầu đứng vững hai đại trụ mạ vàng, phía trên điêu khắc một chút sinh linh kỳ dị, sinh động như thật, tựa như muốn sống lại. Tiêu lão đệ, có phải nhà này hay không? Y Vân chậm chạp nói. Tiêu Phàm nhìn một chút hiệp nghị bất động sản trong tay, cười khổ gật đầu. Y Vân không khỏi cảm thán nói, Hỏa Hoàng tiền bối thực sự là đại thủ bút, đưa hẳn một tòa đại hào trạch này, cho dù ngoại thành đoán chừng cũng phải hơn ngàn vạn hồn thạch. Lầu các này cũng không chỉ có bề ngoài đơn giản như vậy. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, đẩy cửa lầu các, bên trong lộ ra một đại đường to lớn trên 100 mét vuông. Phương hướng ba vách tường trưng bày một chút tủ thuốc, một bên là trưởng quỹ quầy, trước mặt quầy là mấy bàn ô thiết mộc. Xuyên qua đại đường là một tòa tiểu viện to lớn, liếc nhìn lại, trước tiểu viện là một cái hồ, trong hồ xây cất một cái đình nghỉ mát, hai bên là hai đầu hành lang. Điêu long vẽ phượng cổ kính. Ngẫu nhiên có từng cây liễu rủ phản chiếu ở trong nước, khẽ đung đưa trong gió, tản ra một cỗ khí tức sinh mệnh xanh tươi. Tại hai bên hồ nhân tạo, xuyên qua hành lang là một tòa tòa tiểu viện tinh xảo trang nhã, có một phong cách riêng, Tiêu Phàm mấy người nhìn như si như say. Không hổ là Hỏa Hoàng đại nhân, đại thủ bút a. Hướng Vinh cảm thán nói, có chút tự ti mặc cảm. Tiêu Phàm như thế trợ giúp mình, bản thân vẻn vẹn chỉ cho hơn ngàn vạn trung phẩm hồn thạch. Dù là viên huyền hải băng phách kia cũng đáng mấy trăm vạn trung phẩm hồn thạch, tổng mà nói, Tiêu Phàm cứu hắn cơ bản chỉ có thua thiệt. Hướng lão, người cũng không cần tự ti mặc cảm,
một ngày nào đó, ngươi sẽ đạt tới cấp độ hỏa hoàng bọn hắn. Y Vân vỗ vỗ bả vai Hướng Vinh, vì lão bằng hữu cao hứng rất nhiều, cũng có chút cô đơn. Hắn chỉ nắm giữ thất phẩm chiến hồn, chú định cả một đời không thể đột phá chiến đế, nhưng chiến hồn Hướng Vinh biến dị thành bát phẩm Hạo Dương Điểu, rất có hy vọng đột phá cảnh gông cùm xiềng xích chiến hoàng. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, đây là bi ai của đại bộ phận tu sĩ, giống như Y Vân vậy. Nắm giữ thất phẩm chiến hồn chừng ấy tuổi liền đột phá đến chiến hoàng trung kỳ, thiên phú hắn vốn không yếu, thế nhưng chiến hồn cực hạn đã chú định thành tựu cả một đời. Tiêu lão đệ, ngươi là hào trạch chân chính rồi, có chuẩn bị chúc mừng một cái. Y Vân đột nhiên nhếch miệng cười nói. Chờ ta lần sau có một chút rượu ngon, lại mời mọi người hảo hảo uống một chầu. Tiêu Phàm cười cười, hắn cũng không nghĩ đến, hỏa hoàng thủ bút vậy mà lớn như thế, đưa một tòa hào trạch lớn như vậy cho mình. Sau đó nhìn về phía Phong Lang bọn họ nói, Tiểu Kim, Tiểu Lang, còn có quan huynh đệ, các ngươi đi chọn lựa tiểu viện cho mình đi. Đúng rồi, Tiêu huynh, ngươi bao nhiêu, ta mới vừa đầy 18. Quan Tiểu Thất đột nhiên hỏi, có vẻ như ta còn không có 18. Tiêu Phàm sờ cằm một cái. Không biết Quan Tiểu Thất là ý gì, lập tức tà tà cười nói, nếu như ngươi muốn theo ta bái sư mà nói, ngươi chỉ có thể sắp xếp thứ năm, mặt trên còn có hai huynh trưởng, phía dưới còn có một lão tứ, tứ muội. Nói đến lão tứ, sắc mặt Tiêu Phàm trở nên có chút mê ly, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt lại kiên định. Sớm biết rõ ta liền không hỏi. Quan Tiểu Thất xác thực sự nghĩ việc này, chỉ là nghe nói như thế liền sợ. Đúng rồi. Có lẽ ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy lão nhị. Tiêu Phàm vừa cười nói. À, ở đâu, ánh mắt Quan Tiểu Thất sáng lên, ngay cả Y Vân cùng Hướng Vinh cũng hơi hơi hiếu kỳ, có thể làm huynh trưởng Tiêu Phàm khẳng định không đơn giản a. Tiêu Phàm nhìn Y Vân cùng Hướng Vinh liếc mắt, hít sâu khẩu khí nói, Nam Cung gia tộc, lão cửu, Nam Cung Tiêu Tiêu. Cửu đế tử, con ngươi Y Vân và Hướng Vinh co rụt lại, trực tiếp kinh hô ra. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều nhưng không nghĩ đến, huynh đệ Tiêu Phàm là Nam Cung Tiêu Tiêu. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng sự tình sở Nam Cung Tiêu Tiêu, thật sự là Nam Cung Tiêu Tiêu sáng tạo quá nhiều truyền kỳ. Nam Cung Tiêu Tiêu, rất lợi hại phải không? Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói. Rất lợi hại, Y Vân cùng Hướng Vinh gật đầu, không nói thêm gì nữa, tựa như Nam Cung Tiêu Tiêu là một dạng tồn tại cấm kỵ tại Ly Hỏa Đế Đô. Vậy huynh đệ này, ta cũng nhận. Quan Tiểu Thất cười cười nói. Nếu các ngươi không chọn lựa, vậy ta chọn trước một gian tiểu viện, khôi phục thể lực. Tam gia, người văn phường chủ đến thì nói cho ta. Tiêu Phàm cảm giác vi diệu được tình cảnh bàn tử có chút không thích hợp, bằng không Hướng Vinh cùng Y Vân cũng sẽ không đột nhiên biến sắc. Nếu hai người không nói, vậy hắn cũng không bắt buộc, dù sao, hắn hiện tại thực lực còn quá yếu, không đủ để ứng phó đế tộc Nam Cung gia tộc cường đại. Một lúc lâu sau, hồn lực Tiêu Phàm khôi phục, không bao lâu sau văn phường chủ vậy mà tự mình đến tiếp Tiêu Phàm, điều này khiến Tiêu Phàm có chút thụ sủng nhược kinh. Văn lão ca, không cần ngươi tự mình đến tiếp, ta tự mình đi là được. Tiêu Phàm khách khí nói, ta vừa vặn có thời gian liền tới một chuyến, lão đệ à, hào viện này cũng không tồi nha. Nghe Tam gia nói ngươi muốn mở tiệm thuốc, lúc nào khai trương, đến thời điểm đó ta cũng đến tham gia náo nhiệt. Văn phường chủ cười nói. Yên tâm, nhất định thông báo tới văn lão ca. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói khách khí nói. Tiêu ca, ta là ca ca Tiêu Phàm, chân kỳ đại hội có thể mang ta đi cùng hay không? Quan Tiểu Thất ôm đùi Tiêu Phàm lộ ra một mặt chờ mong. Tiêu Phàm nhún vai, đành phải nhìn về phía văn phường chủ. Mỗi người có thể mang theo hai tùy tùng, đương nhiên, tòa kỵ cũng vậy, bất quá tòa kỵ không thể tiến vào hội trường. Chỉ có thể ở bên ngoài. Văn phường chủ cười cười. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Tiêu Phàm phất phất tay, dù sao nơi này còn chưa có khai trương. Đối diện Vân Lai khách sạn cũng không ai dám đến nơi này trộm đồ vật. Tiêu Phàm ngồi ở trên lưng Tiểu Kim, Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang theo sau lưng, đi theo tòa kỵ văn phường chủ cùng Y Vân hướng về nơi xa lao vụt đi. Làm Tiêu Phàm không nghĩ tới là địa điểm chân kỳ đại hội lần này cử hành lại là nội thành, khó trách Y Vân nói muốn tham gia chân kỳ đại hội cần phải có tư cách. Dù sao, người ngoại thành bình thường không thể tùy tiện tiến vào nội thành.
Đi qua nửa canh giờ, Tiêu Phàm rốt cục đi tới cửa thành nội thành, thủ vệ cửa thành thập phần xâm nghiêm, kiểm tra cực kỳ tỉ mỉ. Thời gian nửa chén trà nhỏ mới đến phiên Tiêu Phàm bọn hắn. Phiền phức nhường một chút, thời gian ta đang gấp. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị tiến lên thì một đạo thân ảnh từ đằng xa gào thét mà tới, xông vào trước mặt Tiêu Phàm. Đó là một nam tử mặc viện phục ngoại viện chiến hồn học viện, không nhìn thẳng Tiêu Phàm. Tất cả mọi người đang gấp, cũng không chỉ có mình ngươi. Tiêu Phàm cau mày một cái, chậm chạp nói, phía sau còn có nhiều người như vậy xếp hàng, dựa vào cái gì ngươi có đặc quyền. Ngươi xác định, nam tử chậm rãi quay người, ngẩng đầu ưỡn ngực, cố ý nhếch bên phải bộ ngực lên, một chữ đế ánh vàng rực rỡ rơi vào trong mắt Tiêu Phàm. Người đế minh, Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Tiểu tử, tính ra ngươi còn thức thời, cút ngay. Bằng không đừng trách ta đào mắt chó ngươi. Nam tử tà tà cười một tiếng, tựa như thân làm người đế minh có một loại cảm giác siêu nhiên. Ba, không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, Phong Lang một cái lắc mình trực tiếp đem một bàn tay hất bay nam tử ra ngoài, tu sĩ kiểm tra một mặt kinh ngạc nhìn. Đây chính là người đế minh chiến hồn học viện, lại bị một cái tát bay. Danh con, ngươi là ai? Ngươi không biết Lam Trạch ta là người đế minh sao? Nam tử lên cơn giận dữ nói, hung dữ hướng Tiêu Phàm đánh tới. Những người khác lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ hai người này chuẩn bị ở chỗ này động thủ? Kể từ đó, há không phải mọi người sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn sao? Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tiêu Phàm, là thứ gì? Nam tử mặt coi thường, nhưng vừa mới xông ra ba bước, thân thể bỗng nhiên run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Sau đó cúi đầu cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa chạy như điên. Thấy cảnh này, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là những thủ vệ kia hoàn toàn không biết vì sao. Nhân gia vừa mới báo ra một cái tên, ngươi liền bị dọa chạy. Tiểu tử ngươi không phải đế minh à, lá gan đều không có. Tiêu Phàm, chẳng lẽ là người cự tuyệt kiếm hoàng tiền bối thu nhận làm đồ đệ, Tiêu Phàm. Hẳn là, bằng không người đế minh không có khả năng sợ hãi như thế. Nghe nói người Vương Đạo Minh có hơn 10 người chết ở trong tay hắn. Vẫn có không ít người nghe nói qua danh tự Tiêu Phàm, chỉ là lúc bọn hắn đưa mắt nhìn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đạo bóng lưng mơ hồ. Tiêu lão đệ, người danh khí hiện tại truyền khắp ngoại thành, thậm chí ngay cả nội thành đều có người nghe nói. Văn phường chủ trêu ghẹo nói, hắn đứng ở đỉnh đầu ngân lang to lớn, uy phong lẫm lẫm. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tiêu Phàm cười khổ nói Tiêu lão đệ, người cái này liền sai rồi, danh tiếng vang xa là chuyện tốt. Y Vân cười nói, khi hắn biết Tiêu Phàm là huynh đệ Nam Cung Tiêu Tiêu. Trong lòng cũng giãy giụa qua, cuối cùng vẫn lựa chọn cùng Tiêu Phàm kết giao, bản thân xem như cái gì đều không biết. Khụ khụ, nội thành so sánh với ngoại thành thì náo nhiệt nhiều. Tiêu Phàm vội vàng nói sang chuyện khác, không muốn dây dưa. Đó là đương nhiên. Diện tích lãnh thổ Ly Hỏa Đế Đô bao la, xung quanh 3,300 dặm. Ngoại thành mới chiếm 1/3, nội thành độc chiếm 2/3, nhưng người nội thành lại không bằng 1/3 người ngoại thành, nơi này kẻ có tiền nên đến. Văn phường chủ cười cười nói. Văn lão ca không phải là kẻ có tiền sao? Tiêu Phàm cười ha hả. Mấy người trò chuyện một chút, thời gian một nén nhang, mọi người tại một mảnh quảng trường cuồn cuộn phía trước dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên quảng trường người đông nghìn nghịt, trưng bày đủ loại đồ vật cổ quái kỳ lạ. Đem tòa kỵ thả ở chỗ này, chúng ta đi qua. Văn phường chủ nói ra, thả người nhảy xuống, ngân lang bay lên trời. Tiêu lão đệ, ta đây chỉ mang một người, để tiểu kim cùng ta cùng một chỗ đi. Y Vân cười nói, hắn biết Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng không coi tiểu kim là sủng vật mà đối đãi. Tam gia, không có việc gì. Nếu đã đến vậy liền tuân thủ quy củ nơi này. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Y Vân một cái nói. Y Vân bất đắc dĩ, nhìn thấy Tiêu Phàm đã hướng quảng trường đi đến, hắn cũng vội vàng đi sau lưng Tiêu Phàm, lúc này, hướng Vinh từ đằng xa đi tới, cả người tựa như trẻ lên mấy chục tuổi. Mấy người hàn huyên một lúc, tùy tiện lựa chọn một cái cửa vào, Tiêu Phàm lấy ra một khối lệnh bài liền tùy tiện thông qua kiểm tra. Người trên quảng trường mặc dù rất nhiều, nhưng phân bố lại cực kỳ có quy luật, từng đầu hành lang răng khắp nơi, hình thành từng đường phố rộng rãi.
Hai bên đường phố có rất nhiều quầy hàng, trưng bày đủ loại đồ vật cổ quái kỳ lạ, rực rỡ muôn màu, nhiều không đếm xuể. Đây cũng quá hố đi, tùy tiện làm một khối hồng sắc thạch đầu, coi như liệt diễm thạch bán ra. Tiêu Phàm nhìn những đồ vật kia trong gian hàng, âm thầm líu lưỡi. Cái hồng sắc thạch đầu bình thường không thể bình thường hơn nhưng lại được xem như vật liệu rèn đúc thất phẩm giao bán, nếu là nhân gia thực mua về há không phải phải hối hận cả một đời. Ở bên trên chân kỳ đại hội, thật thật giả giả thật thật, bọn hắn còn không sợ danh tiếng xấu, chúng ta lại lo lắng gì đây? Huống chi, nơi này quy củ chính là như vậy, dù sao đồ tốt vẫn có không ít, tự nhiên sẽ hấp dẫn người đến. Văn phường chủ lắc đầu nói. Tiêu Phàm gật đầu, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, xác thực không trách ai được. Bất quá, trong lòng Tiêu Phàm vẫn không bình tĩnh, bởi vì thạch đầu quá bình thường này giả liệt diễm thạch bán chỉ là một loại trong đó mà thôi, còn có người đem rễ cây giả làm bát phẩm dược liệu bá ra, thậm chí có người đem nước bình thường xem như sinh mệnh tuyền thủy bán. Tiêu Phàm trực tiếp im lặng, chân kỳ đại hội này tựa hồ có chút khuếch đại, sớm biết là dạng này mình cũng không cần thiết đến. Y Quý Chu, người một tên hỗn chướng, đồ vật này rõ ràng là ta xem trước, người dựa vào cái gì cùng ta tranh. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng kêu. Chỗ nào cũng bị người vây chật như nêm cối tựa như tranh chấp lấy cái gì, hai phe kém chút muốn đánh nhau. Dựa vào cái gì, Y Thiên Linh, chỉ bằng ta là dòng chính Y gia, mà ngươi chỉ là Y gia chi thứ, ta muốn ngươi sống, ngươi sẽ sống. Muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, ngữ khí bá đạo tới cực điểm. Tam gia, là Y gia ngươi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Y Vân, lại là phát hiện Y Vân bước đi như bay, vọt thẳng vào trong đám người. Gạch nối, nhìn bộ dáng Y Vân vô cùng lo lắng, Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng vội vàng cùng đi lên. Gạt mở đám người, trên đất trống bên trong đứng đấy một nam một nữ, nam anh Tuấn, nữ xinh đẹp tuyệt trần. Hai người tranh phong, ai cũng không nhường ai. Y Quý Chu, người không biết xấu hổ. Nữ tử ngực tức giận chập trùng lên xuống, một mảnh da thịt trắng nõn hiển lộ ra, quay người chuẩn bị rời đi. Muốn đi, nam tử Y Quý Chu tà tà cười một tiếng, vừa dứt lời, hai người phía sau hắn trong nháy mắt ngăn đường đi của nữ tử. Y Quý Chu, người muốn làm cái gì? Nữ tử biến sắc, trong mắt lóe lên một nét sợ hãi. Y Thiên Linh bồi ta một đêm, việc này như vậy bỏ qua, bằng không lời nói. Y Quý Chu cười càng thêm tà ác lên. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, đùa giỡn nữ tử gia tộc mình, Y Quý Chu ra mặt cũng xác thực không phải dày bình thường, người cũng quá vô sỉ. Bằng không như thế nào? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy Y Vân lách mình ngăn khuất trước người Y Thiên Linh, còn người bằng lãnh nhìn chằm chằm Y Quý Chu. Tam thúc. Nhìn thấy Y Vân, Y Thiên Linh trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng trốn sau lưng Y Vân. Y Quý Chu ra mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn tự nhiên cũng nhận ra Y Vân. Nếu như biến thành người khác, Y Quý Chu cũng sẽ không để ở trong lòng, nhưng là Y Vân là chủ sự người Y gia tại ngoại thành. Địa vị và quyền thế của hắn, dù là Y gia rất nhiều đệ tử dòng chính cũng không cách nào so sánh. Hừ, chúng ta đi. Y Quý Chu hừ lạnh một tiếng, hất áo bào chuẩn bị rời đi. Thực sự là bại hoại gia tộc, Y Vân không có ngăn cản, chỉ là giận mắng một tiếng. Y Vân, ngươi dám mắng ta, đừng tưởng cho ngươi mặt mũi lại không biết xấu hổ. Y Quý Chu bỗng nhiên quay đầu, phẫn nộ nhìn Y Vân, thiếu chút nữa thì xông lên. Chẳng lẽ ta mắng không đúng sao? Ngươi là Y gia dòng chính, nhưng nói câu không dễ nghe, một ngày nào đó. Ngươi cũng sẽ trở thành Y gia chi thứ, các ngươi sớm muộn sẽ thua dưới tay người khác. Y Vân không khách khí chút nào nói. Y Quý Chu nói không sai, Y Vân cùng Y Thiên Linh cũng chỉ là Y gia chi thứ, nhưng đặt ở mấy trăm hàng ngàn năm trước, tổ tiên bọn họ cũng là Y gia dòng chính. Chỉ bởi vì các loại nguyên nhân thiên phú, bị Y gia dòng chính cường đại bị đào thải mà thôi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sự tình sau này ai có thể nói trước. Y Quý Chu bị nói ngậm miệng không nói gì, mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng trốn vào bên trong đám người. Sau nửa ngày, Y Thiên Linh mới hồi phục tinh thần, nhìn Y Vân nói, Tam Thúc, làm sao ngươi tới? Dạng thịnh hội này, Tam Thúc tự nhiên sẽ không bỏ qua.
Y Vân Yêu Chiều sờ sờ đầu Y Thiên Linh, sau đó đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói, đến, Thiên Linh, Tam Thúc giới thiệu cho ngươi một người, vị này là Tiêu Phàm. Hắn là lục phẩm luyện dược sư, ngươi có thể hướng Tiêu Lão Đệ học tập cho giỏi. Tiêu Lão Đệ, đây là nữ nhi đại ca ta, Y Thiên Linh. Lục phẩm luyện dược sư, Y Thiên Linh kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, thật sự là tuổi tác Tiêu Phàm quá nhỏ. Tiêu Phàm dò xét Y Thiên Linh, không sai biệt lắm 18-19 tuổi, chính vào thiếu nữ hoa quý chi linh, có thể một thân tu vi cũng không yếu, lại là chiến vương cảnh hậu kỳ. Lá liễu lông mi cong cho người ta một loại cảm giác điềm đạm nho nhã, con mắt chấp linh động, thanh tịnh vô cùng. Ta gọi Quan Tiểu Thất, rất hân hạnh được biết ngươi. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Quan Tiểu Thất lập tức đi lên trước, đưa tay phải ra, cười ha hả nhìn Y Thiên Linh. Ta gọi Y Thiên Linh. Y Thiên Linh nhất thời không biết làm sao, duỗi tay ngọc nhẹ nhàng đụng vào một cái liền co trở về. Quan Tiểu Thất cười không ngậm miệng được, một bên Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, thầm nghĩ trong lòng, lại một tên vừa thấy đã yêu. Y Vân cau mày một cái, hắn vốn là muốn tác hợp Tiêu Phàm cùng chất nữ, nơi nào sẽ nghĩ đến nửa đường nhảy ra Quan Tiểu Thất. Bất quá ngẫm lại có vẻ như cũng không tệ. Quan Tiểu Thất gia hỏa này nắm giữ cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung, hơn nữa bị Hỏa Hoàng thu làm đệ tử, tương lai thành tựu chưa hẳn thấp hơn Tiêu Phàm. Tiêu đại sư, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo vấn đề luyện dược không? Y Thiên Linh nháy mắt, sùng bái nhìn Tiêu Phàm nói. Đương nhiên có thể, chúng ta ở đối diện Vân Lai khách sạn, ngươi tùy thời đều có thể đến. Ánh mắt Quan Tiểu Thất một khắc không rời Y Thiên Linh. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng. Tên gia hỏa này có nữ nhân, liền trực tiếp bán đứng huynh đệ, ta còn chưa mở miệng đấy, ngươi liền thay ta đáp ứng. Y Thiên Linh nhẹ nhàng cười một tiếng như là hoa sen nở rộ, trong nước bùn mà không nhiễm, cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Tính cách này cùng Quan Tiểu Thất rất xứng đôi. Khụ khụ, có thể. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, nhìn thấy ánh mắt Quan Tiểu Thất khẩn thiết cũng đành phải đáp ứng, nếu như không đáp ứng, gia hỏa này đoán chừng sẽ ghi hận mình. Đông 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 đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận thanh âm khua chiêng gõ trống, không ít người nghe vậy, nhao nhao vội vàng hướng về nguồn thanh âm đi đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Chân kỳ đại hội chính thức bắt đầu. Văn phường chủ cười nói, Tiêu lão đệ, chúng ta đi qua trước. Tiêu Phàm hướng về quảng trường đi đến, xung quanh mấy trăm trượng bên trong trưng bày từng trương đệm vải đỏ. Trên mặt bàn trưng bày từng kiện vật phẩm hiếm lạ cổ quái. Vật phẩm không có bất kỳ giới thiệu, chỉ ghi rõ một dãy số đơn giản, phía trên dùng một cái hộp thủy tinh che kín, hộp thủy tinh tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiêu lão đệ, những cái này chính là chân chính quý hiếm, nếu như ngươi coi trọng món vật phẩm kia, có thể thông qua lệnh bài trong tay ngươi đưa vào dãy số, cùng giá lý tưởng trong lòng ngươi, người trả giá cao nhất sẽ có được. Văn phường chủ nhẹ giọng đối với Tiêu Phàm nói, đúng, những cái hộp thủy tinh kia có thể ngăn cản hồn lực dò xét, cho nên, chân kỳ đại hội chính là khảo cứu nhãn lực. Nếu giả thì sao, Tiêu Phàm một trận cổ quái, chỉ có thể dựa vào nhãn lực mà nói, vậy hắn coi như không có bao nhiêu ưu thế. Trừ phi có vật phẩm đặc biệt chân quý, bằng không bạch thạch sẽ không có bất kỳ động tĩnh nào. Quả thật có giả, cho nên nơi này tính đánh cược cũng rất lớn, bất quá. Nơi này cùng bên ngoài quầy hàng khác biệt, đồ vật giả tương đối ít, bên trong 10 cái có chừng 2 đến 3 kiện. Trong mắt văn phường chủ lóe lên vẻ bất đắc dĩ. 2 đến 3 kiện coi như ít, Tiêu Phàm kinh dị, bĩu môi nói, chân kỳ đại hội cơ bản cũng là đang lừa tiền, nếu là tốn hơn 100 vạn mua một cái hàng giả, há không phải khóc chết. Cũng không ít người tốn 10 vạn hồn thạch mua đồ vật giá trị hơn 1000 vạn. Văn phường chủ cười cười nói. Được rồi, chúng ta trước xem xét, đổ thạch tại bên nào. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, dù sao hắn cũng là ôm tâm ham vui đến, có mua hay không cũng không đáng kể. Bên này, văn phường chủ đối với nơi này biết rất rõ, dù sao hắn đã tham gia qua nhiều lần chân kỳ đại hội. Tiêu Phàm gật đầu cùng đi, chỉ là vừa đi ra mấy bước, Tiêu Phàm lại đột nhiên dừng lại, con ngươi rơi vào một đầu thanh sắc thạch sư. Thanh sắc thạch sư nhìn qua rất kỳ lạ. Phía trên che kín rất nhiều đường vân nhỏ bé, nếu như không phải Tiêu Phàm nhìn cẩn thận, căn bản nhìn không ra. Đương nhiên, Tiêu Phàm sở dĩ dừng lại cũng không phải là bởi vì bạch thạch có dị thường.
mà là hắn cảm giác đường vân này rất quen thuộc, tựa như gặp qua ở nơi nào rồi chỉ là nhớ không nổi. Tiêu lão đệ, đây chỉ là một đầu thạch sư bình thường mà thôi, đáng tiếc chỉ có một đầu, bằng không nếu như là một đôi, vừa vặn bày trước cửa tiệm thuốc của ngươi, nhìn thập phần tương xứng. Văn phường chủ lơ đễnh cười cười. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm xuất ra lệnh bài chuẩn bị đưa vào giá cả, nụ cười văn phường chủ ngưng tụ. Gạch nối, lão đệ, thạch sư này chẳng lẽ có điều kỳ gì? Văn phường chủ đã từng được chứng kiến thủ đoạn cược thạch của Tiêu Phàm, đồ vật có thể được Tiêu Phàm coi trọng, khẳng định là bất phàm. Không biết, ta chỉ là cảm giác đồ vật này không đơn giản. Tiêu Phàm lắc đầu, cụ thể hắn cũng không biết nói thế nào, 100 vạn có thể mua chứ? 100 vạn, Y Vân cùng văn phường chủ kém chút kinh hô ra, sắc mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn thấy, thạch sư này vô cùng bình thường, sao có thể trị giá 100 vạn, phải biết nơi này đều là dùng trung phẩm hồn thạch để giao dịch. 100 vạn trung phẩm hồn thạch mua một thạch sư, hai người rất muốn mắng Tiêu Phàm phá gia chi tử. Theo ta thấy, đồ vật này nhiều nhất đáng giá 10.000. Y Vân cười nói, không sai. Đây chỉ là thạch sư bình thường mà thôi, đến sóng linh khí còn không cảm ứng được. Văn phường chủ cũng gật đầu. Đồ vật Tiêu huynh đệ coi trọng, khẳng định có điểm riêng biệt. Hướng Vinh lại có một loại tự tin mù quáng đối với Tiêu Phàm. Thực chỉ là thạch sư bình thường sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, có điều vẫn đưa giá 100 vạn hồn thạch, nếu như chỉ là giả, cũng chỉ lãng phí 100 vạn hồn thạch mà thôi. Nếu như là thật. 100 vạn trung phẩm hồn thạch còn chưa hẳn mua được đấy. Y Vân cùng văn phường chủ chỉ có thể cười khổ một tiếng, ai bảo Tiêu Phàm là một đại tài chủ, 100 vạn hồn thạch đối với hắn mà nói thật không tính là gì. Chỉ bằng tòa nhà mà Hỏa Hoàng đưa cho hắn đã giá trị mấy ngàn vạn. Đi thôi, lại đi chỗ khác xem. Tiêu Phàm liếc thật sâu nhìn thanh sắc thạch sư, quay người đi theo bước chân của văn phường chủ. Rất nhanh. Đám người liền đi tới nơi cược thạch, so với những cái quý hiếm khác, nơi cược thạch người càng đông. Vật liệu đá cũng không dùng hộp thủy tinh bao phủ, dù sao, vật liệu đá vốn không cách nào dùng hồn lực nhìn thấu. Văn lão ca, nơi này vật liệu đá cũng phải đấu giá sao? Tiêu Phàm cầm lấy một khối vật liệu đá hỏi. Không sai, cho nên cược thạch nơi này so với chợ đêm, tính cược càng lớn. Văn phường chủ gật đầu, chỉ chỗ cách đó không xa nói. Ngươi xem ba khối vật liệu đá bên kia, hiện tại đang đấu giá, so với giá bán không sai biệt lắm. Hơn nữa, vật liệu đá nơi này đều được tuyển chọn tỉ mỉ, bên trong ít nhiều cũng có đồ vật. Thì ra là thế. Tiêu Phàm hiểu, cùng đi theo văn phường chủ đi qua, Y Vân, Quan Tiểu Thất, Hướng Vinh đám người ngay ở bên cạnh nhìn. Cực thạch so với những thứ chân quý lại có điều khác biệt, có thể quan sát khoảng cách gần, phỏng đoán những đường vân kia. Nhìn từ bề ngoài, đường vân của ba khối vật liệu đá rõ ràng, thậm chí còn lờ mờ có linh khí tiêu tán, trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ nóng rực. Tiêu Phàm nhẹ nhàng đụng vào ba khối thạch đầu một cái, trong lòng khẽ lắc đầu, quả nhiên tính cực thật lớn, ba khối vật liệu đá này bên trong không có cái gì. Linh khí chỉ là lúc sau nghĩ phương pháp làm ra. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp lui ra. Văn phường chủ thấy thế, vội vàng đi lên, nhẹ giọng hỏi, lão đệ, thế nào? Tiêu Phàm lắc đầu, văn phường chủ lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, không thể nào, ba khối vật liệu đá này linh khí chiếm 10 phần, nên chứa vật bất phàm mới đúng. Văn lão ca cũng làm về ngành này, làm hiện tượng linh khí giả chẳng lẽ không dễ sao? Tiêu Phàm cười cười. Văn phường chủ xấu hổ, mặc dù Tiêu Phàm chưa hề nói hắn làm, nhưng mà hắn cũng ngầm hiểu. Đoán chừng trò vặt này của cực thạch phường sớm đã bị Tiêu Phàm nhìn thấu. Hai người trầm mặc một hồi, hơi có chút xấu hổ, Tiêu Phàm phá vỡ yên lặng, văn lão ca, những thạch đầu kia có thể xem luôn không? Đương nhiên có thể, dù sao một lúc nữa đều phải bán. Văn phường chủ gật đầu. Vậy liền qua xem, một lúc nữa ta còn có chút việc, muốn rời đi sớm một chút. Tiêu Phàm trực tiếp đi đến những vật liệu đá kia. Buổi chiều, hắn còn có một trận sinh tử đấu, nên không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Đối với chân kỳ đại hội này, trong lòng Tiêu Phàm có hơi thất vọng. Có lẽ ở đây thực không thiếu vật quý hiếm, nhưng mà muốn có được, thực sự như mỏ kim đáy biển. Tiêu Phàm cẩn thận chu đáo cầm lấy từng khối vật liệu đá,
tâm thần dẫn ra bạch thạch bên trong hồn hải. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, văn phường chủ vội vàng đi lên, Tiêu lão đệ, thế nào? Tiêu Phàm không nói, lấy ra giấy bút liền viết lên trên giấy, sau đó đưa trang giấy trong tay cho văn phường chủ nói, văn lão ca, mấy khối liệu này ta tương đối xem trọng, người có thể tham khảo một chút. Lão đệ phải về sớm như vậy sao? Văn phường chủ kinh ngạc nói. Chân kỳ đại hội vừa bắt đầu không lâu, Tiêu Phàm chỉ mua có một thạch sư rồi đi luôn, cũng khó trách khiến hắn kinh ngạc. Tiểu đệ tầm mắt có hạn, nơi này quá nhiều đồ vật, nhìn hoa cả mắt. Lệnh bài này tạm thời để ở chỗ lão ca, nếu mua được cái thanh sắc thạch sư kia, đến lúc đó nhớ lĩnh giúp ta, hôm khác ta sẽ đưa cho ngươi hồn thạch. Tiêu Phàm cười ha hả, tam gia, hướng lão, chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu. Tiêu huynh, ta có thể ở lại hay không? Quan tiểu thất liếc nhìn Y Thiên Linh một bên, trong mắt chứa vẻ khẩn cầu. Tam gia không phải còn có thể mang thêm một tùy tùng à, ngươi nên cầu xin tam gia mới đúng. Tiêu Phàm bĩu môi, gia hỏa này có mỹ nhân là quên huynh đệ, thực là trọng sắc khinh bạn. Tam thúc, quan tiểu thất nhếch miệng cười nói, xưng hô cũng thay đổi. Tùy ngươi. Y Vân bị quan tiểu thất chọc cho dở khóc dở cười, tiểu tử này thật biết gây chú ý cho Thiên Linh, hơn nữa còn trắng trợn như thế. Y Thiên Linh sắc mặt hơi đỏ lên, cúi đầu không nói lời nào. Thiên Linh, ngươi sao lại chạy đến đây? Đột nhiên, một đạo thanh âm mười phần trung khí vang lên, chỉ thấy một thanh niên mặc kim bào đi đến. Sau lưng thanh niên mặc kim bào, còn có một lão giả áo xám đi theo. Thời khắc lão giả áo xám nhìn thấy Tiêu Phàm, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi đến. Sư tôn, Y Thiên Linh nghe được thanh âm này, đột nhiên ngẩng đầu, có điều ánh mắt lại rơi vào trên người lão giả áo xám, vội vàng kêu lên. Nhìn thấy lão giả áo xám nhanh chóng đi tới, Y Thiên Linh toàn thân khẽ run, tựa như trẻ con làm sai sự tình. Ngài chính là Tiêu Đại Sư, lão giả áo xám trực tiếp phất lờ Y Thiên Linh, đi đến trước mặt Tiêu Phàm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thanh niên mặc kim bào cau mày một cái, dò xét Tiêu Phàm vài lần, bản thân sư tôn là thất phẩm luyện dược sư, vậy mà khách khí với một tên tiểu bối như thế. Mặc dù trở thành lục phẩm luyện dược sư, có thể xưng là đại sư, nhưng mà với địa vị bản thân sư tôn, căn bản không cần thiết phải làm thế. Sư tôn, người biết Tiêu đại sư, ngược lại là trong mắt Y Thiên Linh lóe qua vẻ khác lạ. Ta biết Tiêu đại sư, có điều Tiêu đại sư không biết ta. Lão giả áo xám cười khổ nói, con ngươi lại nhìn về phía Tiêu Phàm. Vị tiền bối này biết tại hạ, Tiêu Phàm ngoài dự liệu nhìn lão giả áo xám, bản thân không có ấn tượng gì với lão đầu này, hơn nữa, ta lúc nào trở thành đại sư. Tiếng tiền bối này, lê ngự ta đảm đương không nổi, Tiêu đại sư đến cả hề lão còn có chút tôn sùng ngày đó. Lão giả áo xám cười nói, trong giọng nói đều là vẻ bội phục. Hề lão. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nhớ tới lão giả Hạc Phát Đồng Nhan kia, tiền bối thực sự có chút tán dương ta quá rồi. Sư tôn, hắn tuổi trẻ như thế, hề lão làm sao có thể có chút tôn sùng hắn. Thanh niên mặc kim bào kinh ngạc nói. Con mắt Y Thiên Linh một bên chuyển động, nàng cũng rất không phục, hề lão là ai, chính là thái đầu bên trong luyện dược sư, làm sao có thể coi trọng một tên tiểu bối như thế. Mặc dù Y Vân nói Tiêu Phàm là lục phẩm luyện dược sư, nhưng mà trong lòng Y Thiên Linh không tin, chỉ là kiêng dè mặt mũi Y Vân nên không dám nói cái gì. Im ngay, có hiểu quy củ hay không? Lê Ngự hung hăng trừng mắt nhìn thanh niên mặc kim bào, thanh niên mặc kim bào lập tức không dám nói gì. Lê Ngự lại nói, Tiêu đại sư, tiểu đồ ta không hiểu quy củ, mong ngươi chớ trách. Không sao. Tiêu Phàm khoát khoát tay, việc nhỏ này hắn tất nhiên không cần phải giận. Có ít người tự cho là có chút bản lĩnh đầu cơ trục lợi, liền dám tự xưng đại sư, thực là buồn cười. Đúng lúc này, một thanh âm âm dương quái khí vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người một lão giả áo bào xanh, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra lão đầu này, chính là An Dược Hoàng lúc trước bị hắn đuổi đi. Có ít người đến cả bản lĩnh đầu cơ trục lợi cũng không có, không phải cũng tự xưng Dược Hoàng sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tiểu tử, người biết người đang nói chuyện cùng ai không? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hai nam tử sau lưng An Dược Hoàng liền nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Tiêu Phàm.
Y Thiên Linh cùng thanh niên mặc kim bào mắt trợn tròn, đây chính là An Dược Hoàng, Tiêu Phàm lại dám nói chuyện với hắn như thế, đây không phải muốn chết sao? Ngược lại sắc mặt Lê Ngự rất bình tĩnh, hắn nghe từ các luyện dược sư khác, cũng biết rõ giữa An Dược Hoàng cùng Tiêu Phàm có chút ít ân oán. À, thật ngại quá, ta không nhận ra, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh An Dược Hoàng đến. Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt rơi vào trên người An Dược Hoàng. Có điều con người kia không mảy may có ý kính trọng nào, ngược lại có một tia khinh thường. Mặc kệ An Dược Hoàng có tài luyện dược lợi hại cỡ nào, một người không hiểu thế nào là khiêm tốn học hỏi, Tiêu Phàm sẽ không tôn kính hắn. Bởi vì người như vậy, căn bản không đáng để hắn tôn trọng. Nghe thấy lời Tiêu Phàm, An Dược Hoàng mặt đỏ tới tận mang tai. Hắn đường đường là thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư, đến vấn đề của Hỏa Hoàng cũng nhìn không ra, mà Tiêu Phàm chỉ quan sát là nhìn được, lập tức đã phân cao thấp. Chỉ là hắn một mực không cho rằng mình không bằng một tiểu bối trẻ tuổi, nhìn thấy Tiêu Phàm lại thấy bị đả kích một phen. Tiểu tử, đừng tưởng rằng được Hề lão khích lệ một chút liền không coi ai ra gì, lão hủ ăn muối còn nhiều hơn so với ngươi ăn cơm đó. Sắc mặt An Dược Hoàng lãnh đạm nói. Vậy không phải là ăn vô ích rồi. Tiêu Phàm nhún vai, một mặt lơ đễnh nói. Ngươi, An Dược Hoàng khó thở, tiểu tử, hôm nay ta phải khiến ngươi hiểu rõ, núi cao còn có núi khác cao hơn. Thật đáng sợ. Tiêu Phàm ra vẻ sợ hãi lui ra phía sau hai bước, An Dược Hoàng không phải đang muốn khi dễ thế hệ vãn bối chứ, ngươi ăn muối còn nhiều hơn so với ta ăn cơm đó. An Dược Hoàng vô cùng phẫn nộ, kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Tiêu Phàm vậy mà còn trả lại nguyên vẹn lời hắn nói. Tam gia, có chuyện gì vậy, Tiêu lão đệ sao lại gây oán với An Dược Hoàng? Văn phường chủ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tụ thanh âm thành tuyến hỏi. Y Vân cười khổ một tiếng, đem sự tình lúc đầu nói đơn giản cho văn phường chủ nghe. Văn phường chủ mắt trợn tròn, hắn chỉ biết Hỏa Hoàng coi trọng Tiêu Phàm, nào biết rõ bên trong còn có những sự tình này. Y Thiên Linh cùng thanh niên mặc kim bào ngây ra như gà. An Dược Hoàng trừ Hề lão gia, chính là người có thuật chế thuốc lợi hại nhất, danh vọng vang dội nhất Ly Hỏa Đế Đô. Tiêu Phàm ngươi được xem là gì, cũng dám nói chuyện với An Dược Hoàng như thế. Động tĩnh phía này cũng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ bốn phía vây xem, thật sự là thanh danh An Dược Hoàng quá vang dội, đây chính là nhân vật đến đế tộc cùng tam đại gia tộc đều muốn cẩn thận đối đãi. Tiểu bối, đừng nói lão hủ khi dễ ngươi, ngươi có dám cùng đồ đệ ta so một lần không? An Dược Hoàng lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm nói. À, so cái gì? Tiêu Phàm cũng đột nhiên hứng thú, chân kỳ đại hội này quá buồn tẻ không thú vị, vừa hay tìm một chút việc thú vị làm. Biện dược, luyện dược, chữa bệnh, An Dược Hoàng không cần nghĩ ngợi nói ra. Ba hạng này là năng lực cơ bản nhất của luyện dược sư. Bình thường luyện dược sư giao đấu cũng đều là dùng ba hạng này. Được. Tiêu Phàm cười cười, ba hạng này hắn cũng am hiểu nhất. Tiểu tử, ngươi dám ở trước mặt sư tôn ta phát ngôn bừa bãi, hôm nay ta muốn ngươi thua không ngẩng được đầu lên được. Một nam tử trung niên phía sau An Dược Hoàng hung ác nói. Phải không, như thế nào mới được gọi là thua không ngẩng được đầu lên được? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười một tiếng. Biện dược, luyện dược, chữa bệnh. Ba ván thắng hai thì thắng. Nếu ai thua, từ nay về sau, không được bước chân vào con đường luyện dược sư, tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng. Nam tử trung niên cười lạnh nói. An Lan, An Dược Hoàng quát khẽ, sắc mặt hơi trầm xuống, mặc dù hắn vô cùng tự tin với đồ đệ hắn, nhưng mà Tiêu Phàm cũng cực kỳ quỷ dị, ngộ nhỡ thua thì sao? Cược thế này có phải cược quá lớn không? Tiêu Phàm cũng bị sự tàn nhẫn của nam tử trung niên An Lan làm cho chấn kinh, người này thực sự không lưu đường lui cho bản thân. Thế nào, người sợ à? An Lan cười ha ha một tiếng, nếu sợ, vậy liền cút khỏi Ly Hỏa Đế Đô, đừng ở đây cho mất mặt xấu hổ. Sợ, ta thực sự rất sợ, sợ ngươi về sau không thể bước vào con đường luyện dược sư. Tiêu Phàm cạo cạo mũi nói. Tiểu tử này thật phách lối. Hắn không biết An Lan là đại đồ đệ của An Dược Hoàng, nghe nói sớm đã là lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư, lúc nào cũng có thể đột phá thất phẩm. Ai kêu tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, dám cược theo An Lan đại sư. Hắn đây là tự tìm đường chết, một lúc nữa đến cả chết thế nào cũng còn không biết. Vậy cũng chưa chắc,
tiểu tử này tự tin như vậy, đoán chừng cũng có chút bản lĩnh. Đám người bị sự phách lối của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, lộ ra bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù rất nhiều người biết Tiêu Phàm, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều biết. Dù sao, xung quanh hơn 3.000 dặm Ly Hỏa Đế Đô cũng có nhiều người nổi danh. Ha ha, được, tiểu tử, ta phục lòng can đảm của ngươi, ta sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục. An Lan cất tiếng cười to, trong lòng lại bổ sung một câu, tiểu tử, ta hiện tại không phải lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư, mà là thất phẩm, đến sư tôn ta còn chưa biết. Tranh thủ thời gian, ta còn đang gấp. Tiêu Phàm nhìn chân trời, cách thời gian đấu sinh tử buổi chiều ngày càng gần. Lê Tông Sư, làm phiền ngươi làm chứng cho bọn hắn, thế nào? An Dược Hoàng nhìn về phía Lê Ngự nói. Sắc mặt Lê Ngự hơi trầm xuống, nhưng Tiêu Phàm lại cười cười nói, vừa hợp ý ta, vậy liền làm phiền Lê Tông Sư rồi. Được. Lê Ngự cuối cùng vẫn gật đầu, hai người đều đề nghị như vậy sẽ không đắc tội ai. Dù sao một phe là Dược Hoàng đại danh đỉnh đỉnh, một bên khác lại là nhân tài mới nổi được Hề Lão coi trọng, hai người này ai hắn cũng không muốn đắc tội. Trận đầu, so biện dược. Lê Ngự tiếp tục nói, ánh mắt liếc nhìn tu sĩ bốn phía nói, phiền các vị ở đây cung cấp dược liệu, sau khi kết thúc giao đấu, dược liệu sẽ trả lại các vị. Nói đến đây, Lê Ngự trực tiếp lấy ra 30 linh thảo bên trong để xuống dưới đất, tu sĩ bốn phía lại có chút chần chờ. Sau khi kết thúc giao đấu, An Lan có thể miễn phí luyện chế một lần dược dịch cho người cung cấp dược liệu. An Lan lớn tiếng nói, ha ha, vậy thì cảm ơn An Đại Sư. Ta đây có mấy loại linh dược. Đám người lập tức xung phong nhận việc, một lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư hứa hẹn, đối với phần lớn mọi người chính là nhân tình cực lớn. Hắn sẽ thua, thì làm sao luyện dược cho các ngươi được? Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói. An Lan thiếu chút nữa thì xông lên hung hăng giáo huấn Tiêu Phàm một lần, miệng tiểu tử này thực sự là độc, trong lòng cười lạnh nói, tiểu tử, hiện tại ngươi càng tự tin, một lúc nữa thua càng khó coi. Không bao lâu, mặt đất liền bày đầy 100 loại linh dược. Lê Ngự nhìn về phía Tiêu Phàm cùng An Lan nói, các ngươi có thời gian một nén nhang phân rõ 100 loại linh dược này, chỉ cần viết tên thuốc lên trên giấy là được, cuối cùng xem số lượng dược liệu các ngươi phân biệt được để luận thắng bại. Nói đến đây, thanh niên mặc kim bào một bên vô cùng nhanh nhẹn đốt một nén nhang. Bây giờ bắt đầu. Lê Ngự quát khẽ, trong mắt lóe qua một sợi tinh quang, hắn cũng rất muốn xem. Tiểu bối có thể được Hề Lão coi trọng rốt cục có trình độ như thế nào. Gạch nối, Lê Ngự vừa dứt lời, An Lan lắc mình một cái liền đi tới bên cạnh 100 loại linh dược, cầm giấy bút vừa nhìn một phát là nhanh ghi chép vào. Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, đứng tại chỗ, cầm giấy bút viết lưu loát tự nhiên. An Lan đại sư quả thật lợi hại, tốc độ biện dược này quá nhanh, tiểu tử ngươi tất thua không nghi ngờ. Đúng vậy. Hắn còn dám cùng An Lan đại sư so thua thiệt. Người trẻ tuổi chính là khí quá thịnh, thua cũng tốt, xem như một lần giáo huấn. Tu sĩ bốn phía bàn tán ầm ĩ, có thể tới nơi này đều là người có thân phận địa vị, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đến chân kỳ đại hội còn có thể gặp được tỷ thí luyện dược sư. Lê Tông Sư, đây là đáp án của ta. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên dừng động tác, cầm trang giấy trong tay vừa viết xong đưa cho Lê Ngự. Xong rồi, Lê Tông Sư lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi hắn liếc qua 100 loại dược liệu kia, có mấy loại đến cả hắn trong thời gian ngắn cũng đều nhìn không ra. Dù sao rất nhiều dược liệu từ bề ngoài nhìn qua không hề khác gì nhau, thậm chí ngay cả mùi cũng giống, những dược liệu kia cần phải nếm vị mới có thể phân biệt. Nhưng mà tốc độ Tiêu Phàm quá kinh người, cũng khó trách Lê Ngự khiếp sợ như vậy. Tưởng là tùy tiện viết ra tên 100 loại dược liệu là có thể qua sao. Thực tự cho mình là đúng. Đám người xem thường nhìn Tiêu Phàm, thật sự là tuổi Tiêu Phàm quá nhỏ, ai cũng không xem trọng hắn. Xong rồi. Đối với thái độ của tu sĩ bốn phía, Tiêu Phàm xem như không thấy, gật gật đầu khẳng định. Lê Ngự nhận lấy trang giấy trong tay Tiêu Phàm, mặt ngoài duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì thở dài, ai, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, 100 loại dược liệu đâu có dễ dàng phân biệt như vậy. Nơi xa, trong mắt An Lan cũng lóe qua một tia khinh thường, tiểu tử này còn giả vờ giả vịt, một lúc nữa xem ngươi chết như thế nào. Thời gian một nén nhang rất nhanh trôi qua,
An Lan rốt cục cũng phân biệt xong một loại dược liệu cuối cùng, liền đưa đáp án tới. Tiểu tử, ván đầu tiên ngươi thua chắc. An Lan khiêu khích liếc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Vậy chưa chắc. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nếu như chỉ dựa vào trí nhớ kiếp trước, hắn tất nhiên trong thời gian ngắn sẽ không phân được rõ. Nhưng mà, bên trong tu la truyền thừa có truyền thừa luyện dược sư hoàn chỉnh, cái khác Tiêu Phàm không dám hứa chắc, có điều đối phó với luyện dược sư dưới bát phẩm, Tiêu Phàm thật đúng là sẽ không để vào mắt. Lê Ngự tự mình xem xét một lần 100 loại dược liệu, cầm hai phần đáp án, tay không ngừng run rẩy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lê Tông Sư, nhanh tuyên bố kết quả đi, thắng một tên tiểu bối như hắn, ta cũng thật không quá hãnh diện. An Lan thản nhiên nói, trên mặt lóe qua một nét cười nhàn nhạt. Nghe được lời An Lan, Lê Ngự khóe miệng giật một cái, hít sâu một hơi nói, ván đầu tiên, Tiêu Phàm thắng. Ha ha, tiểu tử, người rốt cục biết núi cao còn có núi khác. An Lan cất tiếng cười to, nhưng mà còn chưa dứt lời, thanh âm dừng ngay lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Không thể nào, sao hắn lại thắng? An Lan toàn thân run rẩy kịch liệt. An Dược Hoàng cũng cực kỳ không bình tĩnh, đi đến bên người Lê Ngự, đoạt lấy hai phần đáp án trong tay hắn, ngay sau đó, sắc mặt cũng biến thành băng lạnh. Đúng, vậy mà tất cả đều đúng, một chữ cũng không sai. An Lan mặc dù chỉ phân biệt sai một loại dược liệu, nhưng thua là thua, dù ngươi chỉ viết sai một chữ, cũng là sai lầm. An Lan, còn hai trận nữa, tiếp tục cố gắng. An Dược Hoàng ra vẻ nhẹ nhàng cười nói. Đám người một mảnh tĩnh mịch, lúc bọn hắn nghe được ba chữ Tiêu Phàm thắng, cảm giác đầu như mông lung, điều này quá không thể tưởng tượng nổi. An Lan là lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư, vậy mà thua một tiểu tử 17-18 tuổi. Sau giây phút tĩnh mịch ngắn ngủi, khắp trốn lại sôi trào. Có lẽ Tiêu Phàm này thực không đơn giản, khó trách hắn dám cược, hóa ra có đủ tự tin. Vậy cũng chưa chắc, đây mới là ván đầu tiên mà thôi. Có lẽ tiểu tử này vận khí tốt, ván thứ hai mới là thể hiện bản lĩnh thật sự. Ta cũng cảm thấy vậy, nếu như một lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư bại bởi một thiếu niên 17-18 tuổi, mất mặt không chỉ An Lan, mà còn là An Dược Hoàng. Đám người bùng nổ, có điều phần lớn người vẫn cho rằng đây là trùng hợp. Chỉ là trùng hợp sao? Trên mặt Y Vân hiện lên nụ cười. An Lan cùng An Dược Hoàng nhất định sẽ mất mặt. Hướng Vinh cũng cười. Hắn cũng đã thấy qua bản lĩnh thật sự của Tiêu Phàm, đến thất phẩm luyện dược sư đều không trị được bệnh của hắn, Tiêu Phàm lại chữa được dễ như trở bàn tay. Có điều, lời này hắn tuyệt đối không dám nói ra. Mặc dù hắn là trưởng lão ngoại viện chiến hồn học viện, nhưng bất luận thân phận hay địa vị đều không thể so với An Dược Hoàng. Lê Ngự hít sâu một hơi, trước đó hắn cũng được chứng kiến trình độ Tiêu Phàm, nhưng mà vẫn cho rằng Tiêu Phàm chỉ am hiểu trị liệu nghi nan tạp chứng mà thôi. Chưa từng nghĩ tới kiến thức cơ bản của Tiêu Phàm vững chắc như thế. Ván thứ hai, luyện dược, vật liệu tự chuẩn bị, người luyện ra dược dịch cấp bậc cao hơn thì thắng, thời gian 2 canh giờ. Thanh âm Lê Ngự vang lên lần nữa. Tiểu tử, lần này nhất định cho ngươi đẹp mặt, An Lan nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống nuốt tươi Tiêu Phàm. Đợi chút, Tiêu Phàm căn bản không để ý tới An Lan, ngược lại nhìn Lê Ngự nói. Tiểu tử, người hiện tại rốt cục đã biết sợ, sợ thì bây giờ quỳ trước mặt ta, ta có lẽ có thể nhường một chút. An Lan giọng căm hận nói. Tiêu Phàm nhìn An Lan như nhìn thằng ngốc, sau đó lại nói, ta không có nhiều thời gian như vậy chơi cùng hắn, 2 canh giờ quá dài, thời gian nhiều nhất 1 nén nhang. Chơi cùng hắn, đám người nghe vậy, khóe miệng giật một cái, tiểu tử này đúng thực là vô cùng phách lối, so luyện dược cùng một lục phẩm luyện dược sư, đây là nói chơi sao? Thời gian 1 nén nhang cũng quá ngắn đi, có thể làm cái gì? Luyện dược sư tương tự, ai mà luyện dược không phải tốn hao mấy canh giờ, cũng chỉ có trong trận đấu, luyện chế thời gian mới rút ngắn mà thôi. Cái này, Lê Ngự đưa ánh mắt chuyển hướng nhìn An Lan. Tiểu tử ngươi đã tự tìm cái chết, ta liền thành toàn cho ngươi. An Lan cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, nửa nén hương thời gian ta không cách nào luyện chế thất phẩm đan dược. Nhưng luyện chế lục phẩm đỉnh giai đan dược lại dễ như trở bàn tay. Một nén nhang được thắp lên, Tiêu Phàm từ trong hồn giới tìm ra mười mấy loại dược liệu, sau đó lấy ra tiểu đỉnh thần bí,
hồn lực cuồn cuộn hóa thành hỏa diễm mãnh liệt hướng về tiểu đỉnh thần bí. Sau đó, Tiêu Phàm đem mười mấy loại dược liệu trực tiếp ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, hai tay đánh ra một loạt pháp quyết. Không bao lâu, tiểu đỉnh liền bắt đầu rung rung, tu sĩ bốn phía thấy thế, nhao nhao thối lui về sau. Sắp nổ đỉnh, có người kinh hô, những người khác sắc mặt đại biến. Ta đã nói tiểu tử này đang lừa dối người, một nén hương luyện dược, còn có thể luyện ra thuốc gì hay sao? Có người cười lạnh không thôi, dù là vừa rồi Tiêu Phàm biểu hiện cực kỳ kinh diễm, bọn hắn cũng không cho rằng Tiêu Phàm là đối thủ của An Lan. Oanh long long, tiểu đỉnh run rẩy kịch liệt, tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung, sắc mặt đám người Y Vân, Hướng Vinh cũng khó coi. Không phải chứ, với hiểu biết của bọn hắn đối với Tiêu Phàm, hắn không phải người qua loa như vậy. Bảo, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, đánh ra một đạo thủ quyết, bốn phía thiên địa linh khí cuồn cuộn mãnh liệt hướng về tiểu đỉnh, bốn phía nhấc lên một trận linh khí phong bạo to lớn. Oanh, một tiếng nổ vang, nắp tiểu đỉnh sốc lên, tu sĩ bốn phía bị dọa đến cấp tốc rút lui. Gạch nối, oanh, một tiếng vang thật lớn chấn động hư không. Tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về nơi xa. Ra, đó là, trong ngõ ngách quảng trường, một thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía xa lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ mặc váy tím, như là tiểu tinh linh linh động, bất luận đứng ở đâu đều sẽ trở thành tâm điểm chú ý của chúng nhân. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định sẽ nhận ra được, thiếu nữ đó không phải là Tần Mộng Điệp sao? Bên cạnh nàng, Tần Mặc mặc một bộ áo bào đen nghe thấy tiếng nổ, trên mặt lộ ra một nét cười, bạo linh thuật. Là sư huynh, Tần Mộng Điệp lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, nghe được Tần Mặc xưng Tiêu Phàm là sư huynh, nàng vô cùng không thoải mái, đột nhiên so thân phận mình với Tiêu Phàm là tiểu bối vãn bối, mặc cho ai cũng đều thấy không dễ chịu. Nếu ngươi không muốn gọi thái sư bá thì cố thêm chút, cố gắng biến hắn thành của ngươi. Tần Mặc sao không nhìn ra tâm tư cháu gái mình? Ra. Tần Mặc lời còn chưa dứt, liền bị thanh âm Tần Mộng Điệp ỏn ẻn cắt ngang, có điều trong lòng nàng quả thực có ý nghĩ đó. Được rồi, đi thôi, chúng ta qua đó trước. Tần Mặc cười cười, mang theo Tần Mộng Điệp đi về nơi có tiếng phát nổ kia. Nắp tiểu đỉnh thần bí bị sốc lên, một vệt sáng nhỏ từ trong đỉnh bay ra, Tiêu Phàm vung một tay, ánh sáng kia đột nhiên bắn vào trong bình ngọc. Đan dược, ánh mắt Lê Ngự ngơ ngác nhìn phía xa. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Không sai, Lê Ngự có thể xác định ánh sáng vừa rồi hắn nhìn thấy chính là đan dược, thất phẩm thành đan, đây là kiến thức chung của tất cả luyện dược sư. Thế nhưng, Tiêu Phàm mới 17 tuổi, tại sao có thể là một thất phẩm luyện dược sư, không, thất phẩm luyện đan sư? Tông sư sở dĩ xưng là tông sư, chính là bởi vì có thể luyện chế ra đan dược, không còn câu nệ ở dược dịch. Lại là đan dược, trời ạ! Tiểu tử này là yêu nghiệt sao? Trong đám người cũng có người biết, trực tiếp kinh hô ra. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm. Bọn hắn biết, trước đó Tiêu Phàm cũng không phải là cuồng vọng tự đại, cũng không phải không coi ai ra gì, mà là hắn thật có bản lĩnh này. Ánh mắt An Dược Hoàng cũng ngốc tại chỗ, bỗng nhiên đầu lảo đảo, hắn rất muốn có người nói cho hắn biết, tất cả những thứ này không phải là thật. Tiêu Phàm không phải là thất phẩm luyện đan sư. Thế nhưng mà, lời Lê Ngự nói giống như một chuôi đao nhọn cắm ở trên ngực An Dược Hoàng. Lúc Tiêu Phàm đưa bình ngọc cho Lê Ngự run rẩy mở bình ngọc ra, nhìn đan dược trong bình ngọc nói, thất phẩm, thực sự là thất phẩm đan dược. Chỉ có thất phẩm đan dược mới có loại hiệu quả này. Lê Ngự liên tục nói thất phẩm 3 lần, mỗi lần lại thêm cường điệu, tương đương với chọc An Dược Hoàng 3 đao. Hơn nữa mỗi đao lại hung ác hơn, mỗi đao lại nặng hơn. Tiêu Phàm vốn cũng chỉ muốn luyện chế lục phẩm đỉnh giai đan dược, nhưng mà về sau ngẫm lại, lục phẩm thành đan, quá mức không thể tưởng tượng, liền dứt khoát luyện chế thất phẩm thanh hỏa đan. Có điều hắn không biết là thất phẩm đan dược so với lục phẩm thành đan càng khiến người ta rung động hơn. Cảm nhận được ánh mắt bốn phía, Tiêu Phàm đã biết rõ việc này rung động. 17 tuổi thất phẩm luyện đan sư có thể rung động hơn rất nhiều so với một chiến hoàng 17 tuổi. Ai, sớm biết rõ thì nên giảm bớt một chút. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Sư huynh, quả nhiên là ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện hai người Tần Mặc cùng Tần Mộng Điệp đi đến.
lão đầu này là ai, lại kêu Tiêu Phàm là sư huynh. Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sự là Tần Mặc tuổi tác quá lớn, đủ để làm gia gia của Tiêu Phàm. Nhưng mà lão đầu này lại kêu Tiêu Phàm là sư huynh, như thế nào khiến bọn hắn không khiếp sợ. Tần huynh, Tiêu Phàm là sư huynh ngươi. Lê Ngự đột nhiên mở miệng nói. À, hội trưởng ngươi cũng ở đây à? Tần Mặc ngoài dự liệu nhìn Lê Ngự, nói, hội trưởng, ngươi cũng quen sư huynh ta. Sư huynh, ánh mắt Lê Ngự không ngừng dừng trên người Tiêu Phàm cùng Tần Mặc, sau đó kinh ngạc nói, Tần huynh, ta nhớ kỹ ngươi từng nói không đột phá thất phẩm luyện dược sư, cả đời không rời khỏi Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, chẳng lẽ ngươi? Ha ha, may mắn đột phá thất phẩm, đây đều là công lao sư huynh ta. Tần Mặc cười ha ha một tiếng, trở thành thất phẩm luyện dược sư là tâm nguyện suốt đời hắn. Là công lao của Tiêu Phàm. Lê Ngự mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn biết rất rõ thiên phú Tần Mặc, mặc dù có hy vọng tấn thăng thất phẩm, nhưng cũng không biết việc xảy ra từ lúc nào. Nhưng mà mới qua mấy tháng, Tần Mặc đã đến được cảnh giới này, hơn nữa còn là do Tiêu Phàm, việc này sao khiến hắn có thể bình tĩnh. Khụ khụ. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, nói Tần Lão, sao ngươi cũng tới Ly Hỏa Đế Đô? Lê Tông Sư, ngươi đừng nghe Tần Lão nói đùa, là thực lực bản thân hắn mà thôi, à, phải rồi, Tần Lão sao lại xưng ngươi là hội trưởng? Sư huynh, Lê Huynh là hội trưởng luyện dược sư công hội Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Tần Mặc một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều? Lần này đến lượt Lê Ngự kinh ngạc. Tiêu Phàm cười cười, lấy ra một khối lệnh bài khách khanh luyện dược sư công hội, Lê Ngự lập tức cười không ngậm miệng được, tuyệt thế yêu nghiệt này lại là khách khanh luyện dược sư phân hội do ta quản. Ha ha, tiểu nhi Tiêu Phàm, lần này ngươi thua chắc. Đúng lúc này, một tiếng cuồng tiếu vang lên, chỉ thấy An Lan cầm một cái bình ngọc đi hướng về phía Tiêu Phàm. An Dược Hoàng thấy thế, ánh mắt sáng lên, An Lan, ngươi đột phá thất phẩm rồi. Sư tôn, đồ nhi mấy tháng trước đã đột phá đến thất phẩm luyện dược sư. An Lan cười đắc ý, nghe nói như thế, đám người cũng thấy hứng thú, nhưng mà một câu tiếp theo của An Lan, lại làm cho đám người trợn mắt một cái. Lần này ta mặc dù không thể luyện chế thất phẩm đan dược, nhưng mà, ta lại luyện lục phẩm thành đan, hơn nữa còn là lục phẩm đỉnh giai đan dược. An Lan cười ha ha một tiếng, tựa như nhìn thấy cảnh dẫm đạp Tiêu Phàm ở dưới chân. Hắn vừa rồi một mực đắm chìm trong luyện dược, căn bản không phát hiện Tiêu Phàm đã sớm luyện chế thành công ra đan dược, hơn nữa còn là thất phẩm đan dược. Nhìn thấy đám người cùng trầm mặc, An Lan có chút không hiểu tại sao, có điều vẫn cầm bình ngọc đi đến. Đám người nhìn An Lan như nhìn thằng ngốc, Tiêu Phàm kia đã luyện chế ra thất phẩm đan dược, người luyện chế ra lục phẩm đan dược thì có gì hiếm lạ. Dù chỉ là thất phẩm thành đan thông thường nhưng lục phẩm đan dược trước mặt thất phẩm đan dược, vẫn chỉ như là rác rưởi, ai cũng đều biết rõ lựa chọn như thế nào. Lê Tông Sư, mời ngươi tuyên bố kết quả ván thứ hai. An Lan đem bình ngọc đưa cho Lê Ngự, con người khinh thường liếc Tiêu Phàm một bên. Sắc mặt An Dược Hoàng tái nhợt, hôm nay thật quá mất mặt, về sau An Dược Hoàng hắn sẽ trở thành trò cười trong miệng người khác. Hắn hận không thể một cái tát bay An Lan, ra hỏa cuồng vọng tự đại như ngươi, thời điểm này còn bật cười. An Dược Hoàng không biết mọi thứ của An Lan đều là do hắn dạy, chính là bởi vì bản thân hắn không coi ai ra gì, bảo thủ, An Lan cũng dần dần hình thành loại tính cách này. Một người khác bên cạnh An Dược Hoàng không ngừng nháy mắt với An Lan, nhưng An Lan còn tưởng rằng đang khen ngợi hắn. Lê Ngự liếc nhìn An Dược Hoàng cùng An Lan thật sâu, cuối cùng vẫn phun ra một câu, ván thứ hai, Tiêu Phàm thắng. Ha ha, rốt cục giãn tỷ số được một ván, tiểu tử. Ván thứ ba xem ta ngược ngươi như thế nào. An Lan trầm tĩnh trong cuồng hỉ của bản thân, nào nghe được Lê Ngự nói cái gì. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn hắn, nụ cười của An Lan trong nháy mắt ngưng tụ, toàn thân run rẩy, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, kém chút đã hôn mê. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.